không? Đóng thì nhà máy. Nên à? Nên à? Đóng thì nhà máy. Đã có đi đó. Thank you.
Xin thưa quý vị học viên lớp 10 lớp bộ quản lý cấp phố của phòng thi đại học trong lớp thứ năm tiếp tục trong chương trình hai cái tuần về phòng kiến thức thực tế thực tế ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu chúng ta chủ đề ngày hôm nay và ngày mai chủ đề quản trị chiến lược và chuyên đề kỹ năng lãnh đạo về ngành quản lý. Chủ đề ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu chủ đề đầu tiên chuyên đề quản trị chiến lược do anh Lê Đăng Hải phó tổng giám đốc của viện trung trung xin chào tất cả các anh chị. Thì tôi giao nhiệm vụ là trao đổi với các anh chị hai chuyên đề quản trị chiến lược và nghệ thuật lãnh đạo. Thì tôi được biết là các chuyên đề này thì các anh chị đã học lý thuyết rồi đúng không? Các thầy dạy rồi đúng không? Lý thuyết tôi chỉ nói cái liên quan đến thực tiễn thôi. Lý thuyết một đường nhưng mà làm thì không bao giờ giống như thế nhé, nó khác rất nhiều, đặc biệt ngành điện mình thì nó khác như thế nào thì cái đấy là cái quan trọng. Và đây thì học lớp và Harvard Hội An này là sẽ trở thành những nhà quản lý của CDC
mình phải biết được là cái lý thuyết như thế áp dụng trong thực tế như thế nào. Và từ trước đến nay tập đoàn CPC áp dụng về lý thuyết nó như thế nào, đúng được bao nhiêu phần trăm, rồi mình sẽ phát triển như thế nào. Thì mục tiêu là chúng ta sẽ soi cái lý thuyết đấy và công ty điều hành quản trị chiến lược đơn vị. Thế thì chuyên đề này thì được giao nhiệm vụ vào năm nay sáng chiều, chuyên đề ngày mai hành tết. Thế thì báo cáo các anh chị là về chiến lược của tin này, nói cái chiến lược thì như vậy là nó luôn luôn gắn liền với chúng ta. Thì bây giờ để trong cái mô hình đầu tiên mình thấy là về chiến lược của chúng ta, xác định là chúng ta ở đâu, chúng ta muốn đi đến đâu và làm thế nào đến đó. Cái này là lý thuyết rồi. Chúng ta ở đâu thì cũng nhiều người nghĩ là rất đơn giản, của mình biết. Nhưng vào thực tiễn để đánh giá cái năng lực, cái trình độ, cái hiểu biết, những cái của mình không mà mình đánh giá không cùng có cả cái gì mà đó là tạo một cái khoa học. Đúng mà mình nghĩ, tôi nói ví dụ anh ở Đắk Lắk đúng không, anh xin nghiệp ở Điện Cơ đúng không, anh hiểu hết cái xin nghiệp Điện Cơ anh này, tôi chưa chắc mà anh có một số người khác mà nhìn mà họ lại thấy được. Mình ở trong cuộc mà mình nhìn nó thấy được cái tiềm năng của mình, cái khó khăn của mình thì mình biết mình, tiềm năng của mình chưa biết được hết rồi. Cho nên là cái câu trả lời cái câu hỏi mình, chúng ta ở đâu, nhiều người bảo thì có gì đâu biết, tôi tu mà kia tôi biết, nhưng mà để đánh giá nó đúng là khó. Và thực tiễn là đã nhiều bài học vì đánh giá không đúng. Cho nên khi xây dựng chiến lược cái gì ạ, một tham vọng quá, giống như bà mẹ nào con mình cũng là thần đồng hết à, thi là phải đậu lên cái đồi núi khuyến ở Đà Nẵng cho học trường khác rồi có thường nhưng không có được không để giảm bút. Cái thứ hai là nhiều người khiếm tốn quá, để giảm mình hơi tự ti chứ. Thế thì như vậy là trong quá trình thực hiện nó lãng phí nguồn lực. Đấy. Có nghĩa mình có thể làm nhiều hơn nhưng mà đưa ra cái chiến lược nó kém, cho nên các anh các chị là lãng phí nguồn lực về nhân lực, vật lực, trí tuệ, tất cả nếu mình làm đúng. Cho nên cái chỗ này có cả như sau này mình sẽ đi sâu vào, nhưng mà cái quan trọng là biết mình ở đâu. Là nhiều người vẫn đánh giá, tôi cũng gặp nhiều người rất chủ quan cái đánh giá của mình đâu chính xác. Mình biết mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị mình, của từng con người trong ấy, thì chúng ta mới lập được một cái chiến lược tốt. Cái thứ hai là chúng ta muốn đi đến đâu. Báo cáo anh chị thì thực ra thì tôi cũng trao đổi với chị về ngành điện mình, thì mình có cái này là gọi là cái tầm nhìn ấy. Trong văn hóa, trong nghiệp, tất cả chúng ta học là có cái tầm nhìn, chúng ta sẽ đi đến đâu, chúng ta làm gì. Những tổng ty này mình chung sẽ là doanh nghiệp hàng đầu trong phân phối điện, rồi mình chung tây nguyên rồi là gì đấy, những cái đó là nó có liên quan. Thì khác với các doanh nghiệp khác thì chúng ta ngoài chỉ muốn đi đến đâu lại còn bắt mình đi đến đâu nữa. Ngành điện một cái đặc biệt ấy. Sản phẩm thì cũng đặc biệt và điều hành cũng đặc biệt đấy. Chúng ta muốn đi đâu, chúng ta không muốn ở đâu, sẽ có nghị quyết này đúng không? Ví dụ như đưa điện về nông thôn là nghị quyết năm của Bộ Chính trị từ những năm 90 để cho nông thôn. Thì đó là thế thì muốn đi đến đâu, ở đây có hai việc. Một là chúng ta phải muốn mình như thế nào khi mà cái nhiệm vụ chúng ta được giao thì chúng ta phải phù hợp. Đấy. Chẳng phải là chúng ta muốn đi đâu đâu đi đâu cũng được. Tiền của chúng ta là tiền của nhà nước, làm theo những chỉ đạo, những chủ trương của nhà nước. Ở đây ví dụ lại là điện nông thôn, nếu mà đi kinh doanh, có các anh chị là
chắc là lỗ 100% luôn. Nhưng mà doanh nghiệp chúng ta phải làm. Và thậm chí bây giờ cũng rất tự hào là hôm rồi là như vậy là miền Trung là 100% xã là có điện rồi. Vừa rồi có hai xã thì Quảng Nam cái của anh Quảng Nam nhỉ, của anh là Quảng Nam. Đó. Vừa rồi có hai xã cuối cùng của miền Trung đóng điện ở tỉnh Quảng Nam, quê thủ tướng đó. Thủ tướng. Thế thì 100% có điện. Nhưng mà cái đấy là nhiệm vụ giao cho mình. Đương nhiên họ giao nhiệm vụ thì họ phải tạo điều kiện để đưa nguồn lực cho mình làm. Nhưng mà nếu mà tính sâu xa về kinh doanh của doanh nghiệp thì không được, là lỗ. Đúng không? Thì như vậy là chúng ta muốn đi đến đâu đây, tôi nói cái ý này là thứ nhất là chúng ta muốn, là chúng ta mơ ước cái nghề. Thứ hai là họ bắt mình đi đến đâu à, giống như bộ đội họ mình đi đến chỗ đó là lệnh. Đấy, cái này là để ta lưu ý và làm thế nào để đến đó. Cái này là cái này chúng ta toàn quyền làm thế nào để có tiền một đồng mình làm. Về chiến lược ấy, thì đã chúng ta sẽ lập các mục tiêu, xác định chương trình hành động cũng như và phân bổ nguồn lực. Thì tôi nói lại cái này là về chiến lược, cái này là về chính thức. Và như vậy là đầu tiên là chúng ta phải lập được các mục tiêu. Cái này thì như là nói về ngành điện mình chỉ là nhiều khi cái này cũng phải mình làm nữa, mình lập nó mà có người lập cho mình rồi, có nghĩa là mình được giao nhiệm vụ. Ví dụ như là đến năm bao nhiêu đấy thì được bao nhiêu xã là phải có điện, đúng không? Bao nhiêu hộ dân có điện. Thậm chí bây giờ là chúng ta điều hành về kỹ thuật mà chính phủ giao tổ thất 4,8% cho năm 2020 là lại nó làm không làm thế nào không làm. Đáng nhẽ những cái này mục tiêu này là do nội bộ, nội tự thân của chúng ta trên cơ sở lưới điện nguồn lực có dự kiến phát triển thế nào, đầu tư như thế nào và đạt được như thế nào là tối ưu. Còn ai thì mình có thể là 48, có thể là 46, có thể là 52. Cái số nào mà đầu tư mà đem lại hiệu quả nhiều nhất thì chúng ta sẽ chọn. Nhưng mà các anh chị không mục tiêu mình là thích chọn và anh làm được là lộn lòng à, ví dụ khác người khác làm. Vì cái này thì các anh chị thì nó cũng có nhiều nhiều lý do, nhưng một trong những lý do là cũng tê cúng cơm mình gọi là tổn thất. Sau này mình gọi là tiền tài chứ, tiền để tiền tài cũng gọi tổn thất. Nhưng mà bên trong cái nói chuyện với nhau vẫn là tổn thất. Mà đã tổn thất là mình làm mất, mà làm mất lại phải làm mất càng ít càng tốt. Mình muốn đi giải thích với họ là vì kỹ thuật đó là cái kia mình giải thích cũng bình thường thôi, nhưng mà cứ nghe là tổn thất là ngày đi và đi ghét. Cho nên tổn thất cao, bây giờ phải hạ xuống, ít nhất là phải bằng khuôn, phải đại loại như đó. Thì như vậy, nhưng mà một cái anh thì để làm cái việc đấy thì bổ vào đống tiền, đúng không? Anh các công ty điện lực biết, bổ vào đống tiền. Nhiều khi bỏ ra 10 đồng nhưng mà giảm tổn thất được 5-7 đồng thôi. Nhiều ta mục tiêu, cộng lại thì chắc huề cũng tốt, nhưng mà nếu về chính xác về tổn thất nhiều khi bỏ ra không được thu hồi lớn hơn đâu. Và khi mà có các mục tiêu, sau này mình sẽ có làm các cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ xác định các chương trình hành động của quý vị. À, bên mình cũng vừa rồi thì xưa mà khi mới thành lập tổng ty đấy thì tập đoàn giao cho mình làm đó là 8-9 người cái chương trình hành động. Và cái quan trọng là phân bổ nguồn lực vào hai chị là một chương trình, một chiến lược, dù là tốt đến bao nhiêu mà cái nguồn lực phân bổ không đúng là cũng sẽ thất bại. Thất bại ở đây không có nghĩa là cái chiến lược ấy nó không thực hiện được mà nó thực hiện không tốt. Giống như hồi nãy tôi nói là cái quan trọng nhất là chúng
chúng ta phải đừng lãng phí nguồn lực. Rất nhiều người là khi phân bổ nguồn lực là nó lãng phí, mình sử dụng không hết nguồn lực, thời cơ đến thì cũng làm cũng chớp lấy. Thì cái phân bổ nguồn lực này là ngoài cái chuyện là có người, còn về tài chính. Đó. Về chiến lược đấy thì có chiến lược quy định, có nghĩa là chúng ta lập chiến lược và thực hiện chiến lược, thì trên đường ấy nó là thực hiện tuân theo cái chiến lược dự kiến được đi đấy. Cái thứ hai là điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện. Và cái thứ ba là chiến lược không được thực hiện và thực hiện chiến lược ngoài dự kiến. À, mình trao đổi xin theo các anh chị thì nó có ba cái này, là có chiến lược dự định, rồi sau mình thực hiện đúng không thầy? Đây chiến lược dự định và đến chiến lược thực hiện là có kết thúc. Thì có ba đường đi. Đường đi thứ nhất là chúng ta nói gì là chúng ta làm đấy. Chi trả. Cái thứ hai là điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện. Cái thứ ba là không thực hiện chiến lược, mình lập ra mình làm, mình làm một chiến lược ngoài dự kiến. Thứ nhất là đây cho ví dụ của đơn vị mình, hay là anh nhận xét ba cái này thì cái nào là nên tốt nhất theo anh chị? Có micro hay cầm đi luôn này, có khăn. Bây giờ có ba cái đường đi thì theo anh đó là cái đường nào là thấy là tốt nhất? Thưa ông, mà theo em nghĩ là cái đường số 2 là đường tốt nhất. Tại vì nếu mà đường số 1 thì thực tế nó không ít khi nào mà cái chiến lược nó sẽ được thực hiện hoàn hảo 100%. Và đa số nó theo cái đường điều chỉnh linh hoạt quá trình để theo cái tốt cơ bản đạt được chiến lược thực hiện theo như và ban đầu tốt nhất. Còn cái số 3 thì nếu mà khi mình đặt ra chiến lược mà không được thực hiện là mình làm phí cái thời gian ban đầu. Cái thứ hai là khi mà những chiến lược ngoài dự kiến mình đưa vào thực hiện thì gần như là cái mục tiêu ban đầu nó sẽ bị phá sản. Cảm ơn anh ta. Cái đầu tiên ấy là cái thực hiện chiến lược mà theo dự kiến. Có cả cái gì nếu mà chúng ta dự định một chiến lược mà chúng ta thực hiện kỹ càng nữa thì cái đấy là cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà theo tôi nói nó là ảo tưởng. Thứ nhất, cái gọi là chiến lược thì nó phải dài hơi, nó cũng 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thế thì chúng ta không ai có thể tài giỏi mà dự đoán là trong thời gian mà 5 năm nó xã hội, khoa học, kỹ thuật, tất cả mọi thứ nó biến đổi như thế nào mà chúng ta lường trước được. Cho nên chiến lược dự định mà thực hiện được thường thường thì chiến lược nó nhỏ hơn. Chiến lược dài hạn chắc chắn là khó có thực hiện vì nó mình cũng đoán được hết. Và rất nhiều yếu tố bên ngoài phát sinh tác động lên, thế nên mình phải thực hiện đa số là điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện. Thế nên là mình làm thường xuyên, cuối năm thấy tờ trình đầy gửi về xin điều chỉnh các bạn, đúng không? Ok, thì điều chỉnh này là có hai ý, một ý đó là làm được. Thì như chỉ xuống thì họ cắt thi đua thì nữa là cũng tốt. Cái thứ hai, rất nhiều người sau này là điều chỉnh lên là vì làm sao dư nguồn lực để cho tôi làm tiếp. Cái nên là cũng không hẳn là phải dở đâu. Còn cái thứ ba thì nói thật là nó cái này là nó cũng ngon cũng dở. Tôi lấy ví dụ là kỳ xưa ở chỗ cái đảo Lý Sơn ấy, ở Quảng Ngãi,
TKV là giơ tay xung phong làm một nhà máy nhiệt điện than. Nhưng mà đây có ai biết là nhiệt điện than. Nhưng mà sau đó tôi làm nhiệt điện than được 6 mê thôi. 6 đến 10 mê vậy đấy. Nhưng mà sau một thời gian dài thì không triển khai. Có nhiều lý do. Lý do đầu tiên là có tiền. Thứ hai là lỗ. Anh mà làm cái nhà máy nhiệt điện nên nó lãnh lỗ hàng năm, hàng đồ chạy là lỗ. Mà thứ ba nữa là môi trường. Khi mà có một cái nhà máy nhiệt điện than mà chạy trên cái đảo Lý Sơn thì chắc từ lý khoảng 5 năm là Lý Sơn là toi rồi, cũng còn tỏi nữa mà toi rồi. Thế thì cái này là duyệt hết rồi, cái này gì nha, làm hết rồi đó, sao vì những lý do mà làm và thay đổi một chiến lược ngoài dự kiến. Chính phủ giao cho ngành điện làm các ngầm ra, đúng không? Hoàn toàn là ngoài dự kiến. Ngay mình cũng bất ngờ, tỉnh cũng bất ngờ, nhưng mà cũng nhờ là chiến lược điện đạo nên có một nguồn ngân sách rất là lớn trong điện đạo. Thì trong đó là điện Lý Sơn 650 tỷ, có bên ai vô đây ai hỏi, đúng không? Phải làm 650 tỷ vốn ngân sách và 15% vốn của ngành điện. Thế thì thực tiễn là như vậy, là cái chuyện mà ngoài dự kiến này cũng không hẳn là xấu, đúng không? Mà cứ chăm thực hiện chứ đừng mà chơi cái nhà máy điện than thì chẳng cũng to. Cho nên trong quá trình thực hiện thì thường báo cáo chỉ là ba cái này đều có trong thực tiễn, ba cái này đều có. Ví dụ cái thực hiện là tuân thủ theo như cái đề án lúc đầu ok, nhưng mà cái đấy là nó không dài hơi đâu, nó cứ khoảng là làm một năm ấy, chính là một năm hai năm thì nó có thể ổn. Còn quá trình điều chỉnh thì đương nhiên là điều chỉnh do môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, thế giới thay đổi, công nghệ thay đổi, thì như vậy mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì sau đó thì kể cả lập lên một chiến lược được duyệt hết tất cả rồi cũng như chưa phải bắt. Ví dụ như cái nhà máy nhiệt điện ở Lý Sơn hay là dứt khoát là không có làm được. Thế về quản trị chiến lược, có thứ nhất là hoạch định chiến lược. Hoạch định chiến lược thì cái này thì thường thường là do các bộ phận bên kế hoạch để thực hiện, tham mưu cho lãnh đạo hoạch định chiến lược và sau đó triển khai chiến lược. Cái triển khai chiến lược này, báo cáo ngay nhìn nhiều người cứ nghĩ là một số bộ phận khi mà lập lên một chiến lược toàn thể mọi người phải triển khai chiến lược, mình phải huy động tập hết. Tôi nhớ cách đây đâu hơn tháng tháng rưỡi ấy, cái đoàn của Afghanistan qua học về quản lý của quốc ban thì họ hỏi vì bên họ bây giờ tổn thất là vẫn 35-40%, tổn thất. Thì mình chiếu slide đây mình giới thiệu CBC ví dụ trong đấy là chúng ta là 5.2% và phấn đấu đến 2020 là 4.8%. Cũng ngạc nhiên bảo số này có đúng không? Đầu tiên thứ hai là trong quản lý được như đó. Thì thực chất thì trước đây thì đi về tổ thất thì cao. Có một thời kỳ ở Hải Phòng tổ thất cũng đến 30-40%. Cắp ăn trộm rồi nó về kỹ thuật nhiều thứ với họ cũng thế. Khi ông trưởng đoàn nó mới hỏi thế thì cái tổn thất này là được như thế này thì bộ phận nào là tham gia vào cái giảm tổn thất này được tốt thế này. Thì ngay các anh chị em ngồi đấy cũng nói, người thì bảo ban kinh doanh, người thì bảo ban kỹ thuật, ông đầu tư thì bảo ban quản lý đầu tư, nó bỏ. Nhưng sau thì tôi cũng trả lời thực ra là từ công nhân đến người công nhân, ông Trần Đình Nhân đấy,
người cao nhất đến người công nhân tham gia vào cái chiến lược này mới đạt được. Đúng vậy, là khi mà đạt được công ty doanh bảo vệ nhân công của tôi, đúng không? Một kỹ thuật là do cái quản lý được tốt nên giảm tổn thất, ông đầu tư vào, tại vì nhờ đầu tư mới có tất cả mọi cái nguồn lực ấy, tập trung vào mới đạt được. Cái triển khai chiến lược này là nếu các anh ở đơn vị huy động được hết nguồn lực về con người, về tài chính, tất cả nguồn lực áp dụng vào được, thì cái quản trị chiến lược mình mới tốt. Và cái là kiểm soát, cái này mà các anh chị kiểm soát thì mình cũng sẽ sao có cái làm, nhưng mà mình cũng quen cứ 3 tháng là báo cáo, đúng không? 6 tháng là sơ kết cho tất cả, tổng kết tất cả mọi cái, và có những đợt đi gọi là kiểm tra đánh giá. Thế thì đó là quá trình kiểm soát. Kiểm soát này thứ nhất là mục tiêu mình đưa ra nó thực hiện không, kiểm soát cái nguồn lực mình đã phân bổ nó đúng chưa, và cái cuối cùng là sẽ kiểm soát như sau này sau một thời gian mọi cái nếu mà nó bay ra đấy thì nó không có ổn đâu. Trong này thì nói các giai đoạn này, xem là xây dựng chiến lược, là thực hiện chiến lược, là kiểm tra chiến lược à. Cái mà quản trị về chiến lược là nhằm đạt tới những mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức. Cái này có nghĩa là mình về văn hóa doanh nghiệp anh thấy là chúng ta có sứ mệnh và có tầm nhìn. Anh lưu ý cái sứ mệnh là họ giao cho mình sinh ra để làm cái gì, sứ mệnh và tầm nhìn này, cái như hồi tôi nói là chúng ta muốn chúng ta trở thành một cái tổ chức như thế nào. Thì như vậy là quản trị chiến lược là đưa ra một mục tiêu cho tổ chức để huy động tất cả các cấp và đi đạt đến một mục tiêu chung và cả ngay chị ở đây tôi dừng nói một xíu tại vì thế này, ví dụ như CBC bây giờ có mục tiêu là như là giảm cái nâng cao độ tin cậy quốc tế bằng cái chỉ số CD năm nay là 898 phút trên một khách hàng. Đó, cái đó là mục tiêu chung của CBC. Thế thì các công ty điện lực cũng phải nhắm vào cái mục tiêu chung đó. Cái ông nào lại ngán ra mà không là tôi bây giờ tôi làm được thất thôi. Còn cái đấy nó cũng là cái mục tiêu chung của đơn vị là ông nào. Cho nên các anh chị nếu mà để ý thì đầu năm nay là nhân có cái thư đầu năm, đúng không? Công việc đầu năm thì viết rất rõ rất nhiều thứ, mà trong đó là viết rất rõ về cái mục tiêu chung này là chuyển từ về đầu tư xây dựng, là chuyển từ đầu tư giảm tổn thất và đầu tư nâng cao đầu tư cạnh tranh công nghiệp. Nó là mạch 1, mạch 2N trừ 1N trừ 2 đấy, tất cả đấy không được vấn đề. Các đơn vị các cấp hiểu được mục tiêu chung từ năm 2018 đến năm 2020 thế nào để quan tâm cho nó đúng mức. Điều đó cũng không có nghĩa là mình chỉ làm cái này quan tâm hơn, giảm tổn thất cũng phải làm đấy. Quản trị chiến lược gắn sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn, cái này cũng rõ rồi. Chúng ta có kế hoạch 16-20 nhưng mà mình sẽ có kế hoạch tháng 5. 16 làm gì, 17 làm gì. Tôi nói ví dụ đầu tư xây dựng là chúng ta có đến 28.000 tỷ đầu tư, nhưng mà không có nghĩa là đến năm 2020 mới đầu tư đấy. Năm 17 đã phân bổ cho các công ty điện lực bao nhiêu tiền rồi, năm 18 bao nhiêu tiền, 19 bao nhiêu tiền, 20 bao nhiêu tiền. Có nghĩa mình sẽ quản lý hàng năm để khi 5 năm sau thì chúng ta cộng lại là quản lý 5 năm, chứ không phải là mục tiêu dài hạn mình cứ thả ra đấy rồi thích làm lúc nào làm là nó sẽ không có hiệu quả. Ở đây là
nói rằng là quản lý phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn. Cái này thì cái mô hình này chẳng nên các thầy dạy, nhưng mà cái này từ chúng tôi có báo ra anh chị thì chúng ta có sứ mạng, có tầm nhìn. Sứ mạng của mình là được chính phủ, được đảng và nhà nước giao ngành điện. Để tôi dừng chỉ để nói đây, bây giờ nói ngành điện. Có cả cái gì là nhiều cái anh nói ngành điện là cái gì cũng nghĩ là EVN. Không chuẩn nào. EVN bây giờ thì cung cấp nguồn cho hơn 60%, phần còn lại là doanh nghiệp khác, giống như TKV, EV Power, còn mình dầu khí và các nhà máy tư nhân họ đầu tư. Thế thì nhưng mà để nói cái này thì không có nghĩa là mình báo cáo anh chị mình chia sẻ được trách nhiệm nào, sứ mạng đâu. Mất điện là EVN là bị gọi tổ đầu tiên lên để họp với chính phủ đó. Rất đau đầu, trong khi mình có 60% mà phần còn lại là nào là mua Trung Quốc này, mua Lào này, đúng không? Các nhà máy độc lập gần hai này, hai cái tổng công ty to nữa, các nhà máy điện nhỏ nữa. Cảm ơn chị đấy. Thế thì cái sứ mạng thì giao cho EVN chúng ta, và cũng nhắc luôn các anh chị, khi mà nói về điện ấy, ngay ở địa bàn các anh chị có rất nhiều đơn vị mà có chi nhánh cao thế, đúng không? Có truyền tải, nhưng mà cứ mất điện là công ty điện lực họ kêu, họ không biết mất điện 500, 200, 210 cũng không biết, mà không cần biết. Kêu không, cái sứ mạng của các điện là coi như nó cứ đổ dồn vào, nhưng chúng ta là nhiều khi cũng bị mắng oan. Ví dụ như nó đứt đường dây 500 mất điện thì như vậy là ông truyền tải về lên phát ngôn về nói trên TV để cho bà con hiểu không, mất điện sa thải đủ loại là mấy ông điện lực phải trả lời. Sứ mạng nói lại cái gì là để khi mình cũng từ gác tù và hàng tộc làm giúp cho những cái đơn vị khác, nhưng mà đó cũng là vinh quang. Cứ mất điện là hoặc là cái gì cung cấp điện, tất cả gì họ nghĩ đến là công ty điện lực ở địa phương và công ty điện lực ở dưới huyện là điện lực huyện, họ cứ họ hỏi và lên ở đây là họ hỏi chi phí gì. Không bao giờ tôi thấy có cái sự cố gì mà địa phương nó hỏi ông công tiền tải hết, không có. CPC công ty điện lực và điện lực huyện, cái này cũng tôi mình người trực tiếp cung cấp điện nhỏ mà. Thì như vậy là cái tầm nhìn hồi nãy tôi nói, tầm nhìn chúng ta là có hai cái tầm nhìn, một cái mình tự nhìn, cái thứ hai là nhìn cho mình rồi, cấp trên nhìn rồi, chính phủ nhìn rồi, giao cho làm, từ đó chúng ta xác định ra mục tiêu. Và để mà tất cả này thì chúng ta, các anh cũng học rồi, phân tích của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Môi trường bên ngoài là những cái gì mà ngoài doanh nghiệp mình, cái nôm na như đó. Cho nên nó sẽ lúc thì nó ngoài, lúc nó trong. Cho nên ví dụ như khi mà phân tích
CBC đó. Thì như vậy là các ai cái đấy là môi trường bên trong hết. Nhưng mà khi phân tích môi trường các công ty điện lực ấy, cái phần của ngoài các công ty khác là bên ngoài, thì nên phải nhớ rõ bên trong của mình, của doanh nghiệp mình, bên ngoài ấy, mình tác động khác. Cái này thì để ý. Một số đặc trưng về chiến lược. Thứ nhất là toàn cục phải rõ là chiến lược không ai làm cái mục tiêu CC rồi để làm vừa mất thì giờ mà vừa nó không phát triển được doanh nghiệp. Thứ hai là phải có tầm nhìn xa. Cái này khó. Các anh chị tầm nhìn xa, nhìn gần cũng khó mà bây giờ là phải có tầm nhìn xa nữa. Thì báo cáo với anh thì là cái điện mình là tôi nói liên quan đến điện bây giờ cũng là rất là sống dở chết dở vì cái tầm nhìn không xa đấy. Thì xưa khi mà chúng ta làm cái đường dây 500 mạch một thì ngành điện lúc đó còn bộ năng lượng thì mọi người làm điện thở phào, bây giờ điện là thừa điện thiếu người ta thì chúng ta nó có vấn đề gì hết, ông đó ông giải quyết hết cả chưa quyết toán xong mạch một xuất hiện mạch hai, thế nên cục về tầm nhìn cái gì nữa, những gì những gì mà mạch một chưa quyết toán xong đã phải tìm đi làm mạch hai. Và bây giờ là mạch ba, thế nên nói luôn đang hết hơi về mạch ba. Báo cáo với anh chị là đợt mà cuối giữa năm 2017 Dương Quang Thành, chủ tịch hội đồng thành viên đi một đoàn cùng với Đảng Công An đi gặp miền Trung này để làm mạch ba, làm việc với các tỉnh hỗ trợ đền bù đất đai đó. Dự kiến là cuối năm 2017 là sẽ khởi công cái mạch ba. Có cả cái gì đến bây giờ là gần cuối 2018 rồi, chưa gì quy hoạch. Quy hoạch mình bán tỏ lên bộ không gì thì muốn chuyển một thì đã là phải có nằm trong quy hoạch mà mình bán thôi đấy, tầm nhìn sang không có trong quy hoạch đấy, thấy không? Bây giờ lên đầu đô đất bộ bộ phải lấy ý kiến với bộ khác, và cái đầu tiên cái hai là mình nóng với bộ thì cũng có nóng, nó lên bộ đang bảo đi đâu mà bội đó trong quy hoạch của các anh là 16-20 tầm nhìn 2025 có xét đến 2035 có mạch ba đâu, mà bây giờ mấy ông là cuốn buồn lên đó tầm nhìn bây giờ chưa gì được. Bây giờ là bỏ cả cái chuyện là đang chạy rồi là chạy lên để duyệt, trong giai đoạn đó là lập thiết kế bản vẽ thi công, thì chờ khi mình duyệt cái kia là bung ra thì nghỉ hết. Nhưng mà các bộ họ bỏ cả cái gì này, các bộ bây giờ nó chờ nó ký, nhất là liên quan đến môi trường. Đường dây 500 là tôi cũng nhớ bao nhiêu mà như 25 mét hả, phải làm đấy, chặt cái đi về coi như là đi toi cả cái rừng. Thế thì liên quan đến bộ tài nguyên môi trường, bộ công nghiệp phát triển nông thôn, bộ xây dựng là còn lâu rồi mới thống nhất. Còn việc mà các anh thiếu điện là các anh lên trụ điện mà ngồi chứ không thiếu, tuy nhiên họ đồng ý cái là có thể mất đi một đống rừng báo chí lại nói lên. Thế thì như vậy là cái tầm nhìn tôi nói về cái này là khó. Cũng thông cảm là cũng báo cáo anh chị thông cảm là vì nước mình đang giai đoạn là phát triển nòng trại đúng ai thì cũng đừng có một cái ông nước ngoài vào đầu tư cái là tự nhiên là điện nó thiếu đúng không? Mà không bỏ đi cái thì như vậy là lại hưởng. Cũng nói ví dụ như ông Đà Nẵng vừa rồi lằng nhằng dân biểu tình về cái hai cái nhà máy thép đóng cửa, cứ là làm nên bây giờ mất sẵn
mất sản lượng. Chứ nữa bây giờ hai cái nhà máy thép là chiếm bao nhiêu cái sản lượng của Đà Nẵng rồi, ở phụ cả đấy từ đó. Thế thì đâu cũng không tính được. Một cái khổ ấy là bây giờ ví dụ như hai nhà máy thép nó hoạt động là coi như là mình đi doanh thu mới lên mới lời nhiều. Chứ nếu mà ví dụ không có hai nhà máy thép nữa là chi phí nó vẫn mất tinh đó, ông cứ trả đuổi rồi nhân viên cũng hết rồi, cũng dỡ một cái đường điện nào đi cấp hết, tất cả cái nó vẫn nằm cái tràn nữa mà bán cục xuống một đống một loạt về cái sản lượng đó là tự nhiên là tụt trên đây tôi lời mà cái lãi thôi đấy. Để tôi nói ví dụ như Quảng Ngãi là có cái nhà máy thép Hòa Phát, ông Tùng nói đùa trong ban tổng giám đốc rồi là ông Hòa Phát này vô thì mình ngồi mình đứng đùi cho lo chi tổn thất 250 mề, ông làm cái rồng cho mượn bán nữa thì làm chi mà tổn thất thì coi như bằng không thì nó coi như bằng không luôn. Hòa vào trong cái sản lượng của CPC thì quá sướng đấy đúng không? Nhưng mà được cái mất khác thì giá bán thì lại tụt xuống, thế nên cũng có cái gì để trời cho không mình hết đấy. Nhưng cái tổn thất thì tôi nói là một trong những bài toán mà đau đầu nhất của mình. Thế tự nhiên tôi nói miền Bắc á, mình nói rằng miền Bắc làm tệ mà quá rồi, nhưng mà tổn thất là ngon thế đó. Em có nhiều khu công nghiệp, khu Bắc Ninh, rồi cái Thái Nguyên cũng trở những cái khu mà vô khủng của những khu tổn thất ngon. Miền Nam tôi nói là làm cũng không bằng anh em mình, cũng vậy là mình ngồi đấy mình tự khen rồi. Dân Nam Bộ ở nhà này chơi nhỉ, cũng làm bố và nhậu từ sáng đến còn tôi vô thăm là nhậu từ sáng đến tối 9 giờ rồi gọi đi nhậu, mình chưa tỉnh ngủ mình gọi nhậu rồi nhậu rồi khác đến 12 giờ đêm phải đưa được thuốc gì. Tôi nói quản lý cực kỳ kém nhưng mà tổn thất nó cũng ngon. Tại vì sao? Công việc nó nhiều. Bọn tôi đi vào Đồng Nai 2016-17 ấy, còn tôi vào Đồng Nai, có cái sản lượng nó gần bằng sản lượng CPC mình ấy. Lúc đó là tôi nhớ là mình là có 11 tỷ mấy ấy, mà ông Đồng Nai ông là hơn 10 tỷ đồng. Rồi bên cạnh ông có Bình Dương cũng sắp xỉ như thế đó, mà hắn bán điện là toàn bán điện 110. Cũng thể bán 22 mà 110 luôn. Thế thì tôi nói cái tổn thất nữa mà hắn từng nữa là tập đoàn này gõ cổ mấy ông kia, thế sao để gõ cổ mấy ông CPC. Thế anh biết chỉ có 2 tỉnh nữa thôi, còn những tỉnh khác thì nó cũng chắc cũng gần gần như mình. Đồng Nai, Bình Dương sẵn được gần có như gần một đôi, gần mà gần một đôi CPC. Thế thì hai cái ông nội nữa là tổn thất hầu như gần bằng không. Thì ông gánh như ông Đồng Tháp rồi ông Sóc Trăng rồi Phú Tư, vừa sản lượng ít, vừa ấy thì cho nên là nhưng mà về cái giá bán điện họ lại thấp, mà họ cũng cần, họ chỉ cần là bán được nhiều nữa là coi như bán xịn, mình đi bán lẻ rồi bán xịn hết rồi ngon. À, đó là về cái tầm nhìn tôi nói này, về cái tính cạnh tranh. Thì bây giờ là trước đây thì hầu như chúng ta không có cạnh tranh, doanh nghiệp độc quyền nhà nước, độc quyền thì gọi là độc quyền tự nhiên. Một số người cứ nói là ngành điện độc quyền, nhưng sau một số cũng chính khách lên mà nói đây là độc quyền tự nhiên, đúng vậy, ngành điện dành mà ông phải làm cái đó, ông phải độc quyền đấy. An ninh quốc gia, an ninh về năng lượng thì cạnh tranh là không có mấy, nhưng mà như hồi nãy thì bây giờ là sẽ có và sắp tới sẽ khốc liệt hơn. Bây giờ đang cạnh tranh nhau về nguồn phát điện, mình có 60 mấy % rồi, 30% là của ngoài rồi, khí rồi nhiệt điện than rồi nhà máy thủy điện nhỏ tất cả gia nhập. Sau này mà thị trường mà bán điện là
lẽ cạnh tranh 2023 này, thì nó sẽ thêm bước nữa. Nhưng mà đó là lộ trình anh chị yên tâm, anh chị để lưu, tôi nghĩ cũng chưa có cái thị trường nữa. Bây giờ nó lùng bùng lắm, các nước họ cũng một số nước họ làm, một số nước họ không làm. Ở khu vực Đông Nam Á này chưa có thị trường nữa. Đi học ở học vui thấy là họ được ấy. Và chiến lược thì có tính rủi ro, cũng là mình phải đưa đề ra một cái chiến lược cho 5 năm mà, thì đương nhiên là nó có cái rủi ro đó mà. Ông nào mà nội quá, đưa ra những cái cắt quá thì tôi nói lại nó sẽ không phát huy hết các nguồn lực thì mình có. Lãng phí nguồn lực đó là cũng một cái tội của lãng phí, nguồn lực không phát huy hết được. Doanh nghiệp sẽ không phát triển được, trong khi người ta lên vù vù còn mình thì đương nhiên là cũng cục lắm nhưng mà không phát triển được. Có cái tính rủi ro. Về tính chuyên nghiệp và sáng tạo thì cái này thì đó là bây giờ để mỗi ngày họ mới lập cái chiến lược cho mình. Chứ bây giờ mình đi lập chiến lược cho trồng lúa là mình cũng chết thôi, đúng không? Trong khi mình làm về điện chuyên nghiệp và mình cũng nhờ ý kiến chuyên gia trên nội thì mình sẽ nhờ về cái chuyên ngành cũng đủ liên quan môi trường, mình mới thuê cái ông chuyên gia môi trường giúp. Chứ bây giờ về điện mình mà thuê ông chuyên gia môi trường, ông nói thật là mình cũng làm được gì hết, mình cũng chết. Tính ổn định tương đối có nghĩa là anh đưa ra chiến lược mà anh phá vỡ hết những cái nguồn lực kết cấu tất cả mọi thứ của mình thì khó mà phát triển. Ở đây tôi cũng cá nhân tôi nói là tôi thấy ông Đoàn Minh Đức ông giỏi nhưng mà tôi chạy một chiến lược cho mấy không biết năm nay ông làm được. Chưa có một doanh nghiệp nào mà với cái số tiền khổng lồ như thế, ông là 180.000 tỷ mà lúc thì ông làm gỗ, lúc ông nuôi bò, lúc ông đi trồng cao su, bây giờ ông trồng chuối, đúng không? Và cái nào cũng làm vài ba năm làm cái khác, nhưng mà bên đấy thì cũng rất lạ là đương nhiên ông cũng sai sở rất rõ, ông nhìn thấy cơ hội. Nhưng mà một cái doanh nghiệp lớn, ví dụ cái doanh nghiệp mà nhỏ nhỏ khoảng 100-200 người thì cái chuyện nó thì là bình thường. Nếu xoay thì thấy cơ hội mà trồng chuối được, không biết trồng chuối. Vài hôm chuối trồng được, nó như trồng mía, nó là ví dụ đó. Nhưng mà một doanh nghiệp mà với nguồn vốn khổng lồ như nó mà xoay, xoay màu mỏng như thế kia thì tôi nghĩ là tôi đánh giá là cũng bộ. Ông là đầu tiên ông là gọi là đại gia gỗ, đúng không? Thịt hết gỗ rồi thì đương nhiên ông phải chuyển nên là cũng nói rồi. Ông sao ông đi nuôi bò, ông trồng cao su cũng tốt lắm. Sau có thời kỳ mà mía đường như thế nào ông nhận mình đường về ông tinh luyện đường bán cùng với ông nhập rồi đường cũng nhảy lên rồi la la nữa. Bây giờ thì ông chuyển vào trồng chuối. Tôi cũng đọc trên báo thôi, tôi cũng theo dõi trong hội đi, nhưng mà đọc trên báo đi trồng chuối. Phát biểu là bây giờ là xuất khẩu qua bên Trung Quốc là chưa được 1% cái thị phần của quốc ăn chuối, cho nên cái thị trường còn nhiều lắm. Nghĩ mà ông hỏi nó chơi đấy, chứ là chẳng nghe Trung Quốc thì ăn chuối Việt Nam không, như sao mà tự nhiên nó sẽ thay loại đấy. Có nhưng mà tôi nói cái chiến lược ấy, quay lại tôi nói nếu mà không có một cái nền phát triển mà cứ xoay một mặt này với cái cục tiền cũng lớn trong cái đặt trong cái vốn mà gọi là vốn cũng có vốn pháp định rồi vốn mà xoay nữa thì chết. Về các cấp chiến lược thì chúng ta có chiến lược doanh nghiệp và sau đó thì mình sẽ làm những chiến lược chuyên ra. Về quản trị chiến lược thứ nhất là phải đảm bảo doanh nghiệp luôn tận dụng mọi cơ hội, thời cơ. Thế nên tôi nói rồi, nếu anh mà cũng như tự ti quá, khiêm tốn cơ hội, anh không xài hết được cái cơ hội đấy, thời cơ đấy,
thì doanh nghiệp sẽ cũng nó sẽ cũng lụn lại nhưng mà nó cũng phát triển được, giảm thiểu những rào cản trên con đường thực hiện các mục tiêu. Quản trị chiến lược để giúp doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng, mục tiêu của mình và tiến tới đạt được những mục tiêu đó. Ở đây thì lý thuyết họ đưa ra 9 bước để quản trị chiến lược. Đọc. Ở đây tôi chỉ nói một cái mục số 7 là khi mình có chiến lược thì mình phải xây dựng các chính sách phù hợp. Một cái là tôi thấy CC làm rất tốt và tôi muốn tâm đắc mà đơn vị khác học theo làm được, đó là chúng ta cho về hưu trước tuổi. Đây là trong một cái chiến lược là nâng cao năng suất lao động đấy, đúng không? Thì năng suất lao động thì chúng ta sẽ có thứ nhất là cố gắng tăng cái kWh bán lên, số khách hàng lên và số lao động bị giảm xuống, thì chia lên là năng suất lao động nó cao thôi. Đó, thì một trong những cái thì tự số là lên là không phụ thuộc của mình, đúng không? Báo cáo các anh chị là như vậy. Về cái phần mà đi kinh doanh điện là không có ai đem điện mình bác gạch đi bán đi bổ cho mọi người hết đấy. Họ đến họ mua và họ mua bao nhiêu họ cần, họ mua bấy nhiêu thôi. Và thậm chí chúng ta lại còn khuyến cáo họ là mỗi ít thôi, cái tiền điện đó. Thế về sản lượng là chúng ta không không can thiệp được đấy, đúng không? Về số khách hàng đấy thì họ chia hộ thì họ thêm thôi, còn không thì cứ rước mà số khách hàng mình thêm. Thì bây giờ để tăng năng suất lao động hai cái tử số nó lên là một cách tự nhiên thì mình chỉ giảm cái số người xuống để cái mẫu số giảm xuống thì chia ra được cái năng suất lao động lên thôi. Thì như vậy là chúng ta không thể nào vì thế mà lại coi như đuổi mất người lao động được, không có cái văn hóa như thế. Thế thì bây giờ bằng cách gần đến tuổi về hưu khuyến khích về hưu, bố trí một ít tiền họ thấy cảm thấy rằng là cũng phù hợp, có thể họ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc là kinh doanh gì mới hoặc là họ nghỉ ngơi, họ cũng có tiền thì mình xây dựng ra cái chính sách về hưu sớm. Và các anh chị là sau một thời gian áp dụng thì cũng có tiếng ra tiếng vô rồi và tôi bảo dừng thì họ không nhận dừng. Rồi sau đó là các nơi lại hào hạc lại đề nghị làm tiếp và chúng ta làm tiếp. Vì sao? Vì nó phù hợp. Rồi bố mẹ về có thể con đủ năng lực thì được vô làm, thay thế là mình có thể thay một cái lớp già bằng một đứa trẻ nó năng động hơn để tăng năng suất lao động. Đó là một chính sách. Nhưng mà cũng chính sách này vừa rồi Đà Nẵng cũng định áp dụng nhưng mà vì báo chí họ nó không tập nên vừa xuống ruộng. Bản chất nó khác nhau. Một cái gì là chúng ta là dùng tiền phúc lợi, dùng tiền lương, nói chung là những cái mà của anh em mình thống nhất với nhau thì mình làm cái việc đó. Ông Đà Nẵng á, nó ăn tiền ngân sách. Cái gì khác nhau cái điểm đó có nghĩa là anh em mình đóng thuế này, bảo tiêu vẫn đi này, ông lại đóng cục tiền nữa, một cứ đóng thuế anh làm việc anh cứ làm điều kiện anh về trước này ô cục tiền chạy về nữa, như vậy là họ phản ứng. Nhưng về mặt xã hội, về mặt hiệu quả để gì sâu ký thì những người nên về và phải có cái gì khuyến khích họ về chứ, đúng không? Đánh mất một cái gì chứ bây giờ ông muốn họ về mà không có khuyến khích thế là giống như bị kỷ luật đuổi về là cũng lỗ. Bây giờ nặng rồi thì người ta cũng được âm thầm làm để giống nói ông vừa rồi đọc báo anh chị đọc báo ông đi phó ban ngân sách của hội đồng nhân dân vừa xin từ chức về hưu kết tuổi, xin từ chức mà về hưu kết tuổi đâu một năm rồi. Cái chỗ mà
phân tích về môi trường bên ngoài về những cái này mà tôi đây bây giờ chúng ta nói một xí này để biết về môi trường. Các loại môi trường bên ngoài thì như vậy là có môi trường vĩ mô, môi trường ngành, môi trường kinh tế. Thì môi trường vĩ mô là những cái trong nền kinh tế của mình. Có một số cái nếu chúng ta mà không để ý là chúng ta không biết lại của mình, nhiều khi nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tôi lấy ví dụ vừa rồi là chính phủ vì là có cái chủ trương là khuyến khích du lịch, thế thì mấy ông thầy dùi mới dùi là để khuyến khích du lịch, thì mấy cái cơ sở mà lưu trú du lịch nó là phải giá điện là giảm xuống, đúng không? Cái gì mình làm mình được cái tiền đấy chứ nữa, thì họ mới tập trung vào làm du lịch để tăng cái du lịch lên đó. Thế như vậy là một cái chủ trương mà khuyến khích gọi là nền công nghiệp không khói du lịch. Ông ngành điện là tự nhiên ra đâu, ông ăn lời một chỗ cái giá điện mình chưa ở đâu, đúng không? Thay vì mình bán là du lịch, các chỗ đó là kinh doanh dịch vụ là giá 2000 mấy đấy, bây giờ cho bán đâu mà tư bằng giá sản xuất đó. Môi trường vĩ mô đó. Nhưng mà hình như cũng chưa với các gia đình được áp dụng chưa, cho tới nay hình như chưa và còn lâu mới áp dụng được cái này. Hôm vừa rồi tôi cũng may gặp anh Hoàng Quốc Vượng là cũng một trong những người thảo với chính phủ ép phải làm, bảo phải đi làm đi thì mình bán đi mình chết rồi. Tôi cười cũng chết đâu, anh yên tâm. Lâu rồi mình xác định được là cái chỗ cư trú du lịch, thì xác định ra là ông nào cứ trú du lịch, ông nào cứ trú không du lịch, còn cái nhau chẳng, nhưng mà vẫn bán được rồi. Hiện nay với các công ty điện lực đã thấy cái này chưa đâu, đúng không? Chưa áp dụng vẫn cả kinh doanh bộ. Đó. Tôi nói vừa rồi thủ tướng đi thăm cái chỗ mà đâu Bình Dương, cái Hải Dương như thế về mà nhà trọ, đúng không? Quất một cầu này điện xong mà bán nó đắt ghê đó, rồi cho người ta nghèo đó. Thế là cha con phải lo mà đi kiểm tra, nhưng mà đang kiểm tra tôi làm cho để báo cáo cho vui thôi. Bây giờ nhà trọ ông chủ nhà trọ, mà đã nhà trọ rồi thì nó đều hôm nay 4 người mai 6 người nó lục tục theo đấy. Thế bây giờ là xác định bằng chỗ nào? Cũng phải là cũng đi kiểm tra báo cáo, mà thực chất ấy, là việc nó là của Sở Công Thương. Không biết thế nào mà ông nhà mình ô dạ bây giờ bắt anh em đi kiểm tra cái tôi mà nhà trọ là ông điện được đến những đuổi bộ. Ông cháu có trách nhiệm đâu, ông bán đi tất cả cái điện thôi, ông muốn cái gì. Còn cái việc áp giá áp dụng đó, xin mời ông Sở Công Thương, ông quản lý nhà nước, ông đi ông làm đi. Ông không có người, hổ bé ông. Ông Sở Công Thương ví dụ Đà Nẵng này mà phụ trách về điện nó cũng 3-4 người đấy, mấy có nhìn ra cái gì đó. Tôi nói về một cái chính sách già nó cột tới cột lùi. Bây giờ tôi thấy ông đó là trên TV rồi sẽ thành giả rồi, sao có một chỉ thị cấp tốc gửi xuống yêu cầu các tổng ty cùng các công ty điện lực là phối hợp với Sở Công Thương để đi kiểm tra đây nhé, tôi bảo kiểm tra đây này, chậm lắm. Đáng nhẽ cái đấy là Bộ Công Thương quất luôn bản cho các Sở Công Thương á đi kiểm tra, và điện lực là đơn vị đi phối hợp, mình có điều kiện mình đi làm họ. Bây giờ tự nhiên quản lý nhà nước về áp giá rồi gì đấy, tự nhiên này quay bắt công nghệ này về, nhưng mà mình phải làm. Tôi thấy cứ hàng tháng nữa có cái báo cáo gửi ngoài tập đoàn cái chuyện này đấy, là cái môi trường vĩ mô nó ảnh hưởng như thế để báo cái chuyện này.
nhiều cái mà nó trên trời thì nước nó tự nhiên bùng xuống. Rồi một ý nữa để nói cho về cái phần này, nếu các anh để ý là bây giờ là EVN bây giờ đang rất là lo lắng về cái chuyện thiếu nguồn từ năm 2020 trở đi. Bây giờ đã đặt vấn đề là sẽ mua điện của Trung Quốc, mua điện của Lào, và còn xây dựng các nhà máy thì cũng rất là cố gắng nhưng mà chưa đủ. Nhà máy đi là cũng chặt, không có bình thế này, đã nhái khởi công năm rồi đó, bây giờ cũng chưa, mà cũng lúc mua khởi công được đấy, lúc mua họ họp về đây mua, lúc mua họ bên không khởi công. Mà cái một nhà máy nhiệt điện mà từ khi khởi công cho đến khi mà nó đưa vào vận hành là 5 năm. Và bây giờ chưa khởi công, năm nay 2018 này, 2019, 2020, 2021, 2023 may ra nếu mà đến được. Thế thì lấy đâu? Một loạt nhà máy nhiệt điện ở trong đồng bằng sông Cửu Long cũng khởi công được. Lý do là đồng bằng sông Cửu Long là nói không với điện than, thì mình có câu hỏi được hay đưa ra. Còn điện thì họ có cần không thì không biết, nhưng mà mấy ông chủ tịch tỉnh với đơn đồng bằng sông Cửu Long là nói không với điện than, nói bỏ cái gì không biết, nhưng mà bây giờ là không khởi công được. Đuổi như đuổi hụt, nhưng nhà máy thì được đuổi chúng ta là bây giờ rất là khó khăn. Hai nhà máy điện hạt nhân là coi như bây giờ gọi lùi như được là xóa sổ và lý luận tốn một đống tiền, mà vấn đề là không nguồn. Cái hai nhà máy khí mà dự kiến là dùng cái mỏ khí cá voi xanh cũng chưa biết lúc mô làm được, cũng chuẩn bị năm 2017 vừa rồi thì được một tổ chức APEC ở Đà Nẵng và chính phủ Việt Nam cũng định mời Trung để dự những khởi công khai thác cái mỏ cá voi xanh. Cuối cùng Trung Quốc gây áp lực không làm được. Nếu mà mình làm như vậy thì Trung Quốc nhất là nó nói lung tung với chưa biết mà không tham dự, không tham dự là cách độ. Một số hành động mà nó gây cấn, cho nên là kết thúc lại là không có. Và đến bây giờ cũng chuẩn bị cho cái cả voi xanh cũng đã cái đỏ rồi cũng chả làm được gì. Thế thì thiếu nguồn và cực kỳ nguy hiểm. Về môi trường ngành tôi cũng nói rồi, bây giờ ngành mình là họ có nói EVN thôi, nhưng mà thêm một đống ông hồ lỗ nhảy vô đấm đá lung tung, nhưng mà đó là cái thị trường phải chấp nhận thôi. Thì chắc mình nghỉ giờ lao đây đi, 9 giờ rồi. Thank you.
Alo, là em đây. Không, em xin lỗi, em xin lỗi, không có tiền rồi, còn cái máy em không được. Hôm nay mới sửa xong. Alo. Dạ, hôm nay mới sửa xong, gọi điện cho sếp đây. Em khỏe. Một. À rồi khi muốn vào em gọi trước rồi em vào. Ấy. Dạ dạ rồi anh. Ok anh. Dạ rồi ok nhắc là tốt rồi. Hôm hôm anh gọi là anh đang ở Đà Nẵng à? Ồ hôm nay em thấy hiện lên là anh Lý mà vuốt không được. Mẹ nó cứ cứng ngắc. Rồi xin lỗi nhé. Dạ. Dạ 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 rồi ok.
ba cái gì quá hết. Dạ. Thank you.
Tiếp tục anh em này, về môi trường bên ngoài, môi trường tự nhiên, chúng ta tôi dừng lại nói một xíu, tại vì nhìn chung của mình nó khắc nghiệt. Trong cái báo cáo năm nào cũng có cái câu nó không thể xóa được hết, mưa lũ liên miên khắc nghiệt không, mà nó thành thơ luôn, đọc chẳng quen luôn, như là vào những cái mô cũng tốn hết. Nhớ có ở Quảng Trị có nhà thơ là một thơ gì mà lũ lụt chưa qua mà hàng tháng đã đứng chờ, một cái vùng đất như nước thì cực kỳ nó khó khăn để phát triển. Có cả anh chị thì không phải chỉ ngành điện đâu, các ngành khác phát triển được đúng không, mà ngành điện mình là cung cấp điện cho kinh tế xã hội nữa, kinh tế phát triển được thì lấy đâu ra mà sản lượng. Cho nên là rất là khó khăn. Rồi thì bàn mình rộng lớn, báo cáo với các anh chị là diện tích của miền Trung là bằng 1/3 đất nước, trong khi sản lượng chúng ta là bằng 1/10 của đất nước. Anh cứ tính tưởng cái chia ra là biết cái năng suất lao động của mình nó tệ như thế nào, rồi còn gọi là trên cái chỉ số làm ấy, và cái đó không khắc phục được. Các anh chị là không khác, vì nó là sinh ra như thế. Những người nãy tôi nói chuyện là ở Bình Dương với Đồng Nai, mấy ông giám đốc lên tôi nói bảo là chỉ mong có khách đến đi nhậu thôi, chúng ta làm gì hết á, một suốt ngày được khen thôi, tôi cũng có khóc, rồi sản lượng cao, bán ổn định nữa. Hôm tôi giám đốc ở lên Thành, giám đốc Đồng Nai, tôi gặp ông là thầy Hồ Chí Minh, là trong cái chương trình mà chống khủng bố của tập đoàn này, đi học quen, sau đó đi của đoàn này thăm mừng lắm, những cái mừng ghê, nó quá giỏi, đâu có việc gì làm đâu, nó đang nghiêm túc có việc làm, những khách cũng được, đấy, trên đó là cái môi trường là còn bên mình đấy, trời ơi, lên một kilowatt giờ thay bán này một chữ là mừng. Áp giá bởi đủ thứ chuyện đó, chưa kể rồi là năm vừa rồi là Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa thì hai cơn bão, Quảng Bình là cơn bão số 10, Phú Yên, Khánh Hòa cơn bão số 12, rạp hết cả lưới điện, tốn bao nhiêu tiền. Đợt đấy là Quảng Bình thì họ quen rồi, quen là chống chọi bỏ lùi, nên khi ra khắc phục tất cả mọi vấn đề họ làm rất là tốt, và sau đó là được sự hỗ trợ của các công ty bạn nữa thì khắc phục đâu. Tôi nhớ là đợt thủ tướng ông Ngô Văn Nhân đi ra về thì nó khoảng 3 đến 5 ngày thì nó ổn đúng không? Ông kêu Khánh Hòa, ở đây có anh nào ở Khánh Hòa không nhỉ? Hả? À đấy thì Khánh Hòa này tôi nói ổn quen. Dân mà thấy bão lụt còn ra biển đứng xem xem bão như thế nào mà ra ngõ quét, có phương án thì tôi biết cái phương án của Khánh Hòa lập mà đợt bọn tôi vào để làm lập cho có áp dụng được, tại vì họ không nghĩ họ có bão luôn mà họ lập mà đấy.
sau khi báo khoảng một tuần rồi, một trong cái giao ban hỏi hỏi thì bây giờ ông Lý Vũ Lâm chưa trả lời được là Đức Mô có điện thoại, đúng không? Cũng trả lời được bao nhiêu ngày nữa, cần bao nhiêu người nữa, cần bao nhiêu người không biết, bao nhiêu ngày nữa thì khắc phục lại khủng bố. Sức nhanh cử tôi với Tài Bọn thực ra lại là vì lúc đó là điều động rất nhiều các công ty điện lực khác thêm môn nữa, gọi là đợt hai đấy. Sau khi mà bão lụt là có anh em đến giúp rồi, một số giúp ở Phú Yên, một số giúp ở Khánh Hòa, đúng không? Nhưng mà thấy tình hình Phú Yên cũng phải ổn rồi. Phú Yên là được tỉnh khen rồi tao còn khen tặng quà đầy đủ. Mà Khánh Hòa cũng chưa biết nó ngôi sao hết. Tỉnh còn lên đọc thơ để khen là những ngôi sao màu cam ấy, cái bầu trời Phú Yên phấn khởi lắm. Trong khi ông Khánh Hòa thì ông chủ tịch lên phê phán khắc phục kém động của vô, tôi vô đến đây thì cũng thật là tôi là Ninh Hòa, còn anh Thành là ra Vạn Ninh. Tôi đi xuống Sơn có giám đốc người lấy cái xe chở chạy xuống cái vùng biển mòn nơi họ nuôi tôm nuôi cá. Như sau một trận bên ông hai rạng còn gì đó là nuôi, còn tụ điểm mình thì coi như là bên em thái. Đến khi mà một tuần đến rồi mình vẫn tiếp dừng đấy, vô gặp ông Giáp, tôi vẫn gọi là đại tướng Giáp. Đại tướng nhiều quánh mãi một tuần mà không được cái trụ mà lên ông Giáp. Trong đoàn này hình như có anh em đi đúng không? Vì thật ra không phép làm thêm cái cuộc sau các đoàn lên làm mà tôi đợi tao cũng phải gần đâu mình cũng ngại là bắt đầu mới tương đối rồi để đứng dậy để nói. Và đến bây giờ cái hậu quả mà cơn bão số 10 Đam Ri ở Khánh Hòa vẫn chưa khắc phục xong. Phú Yên xong rồi, còn Bình Long là xong. Cũng xong rồi thì cũng phải là họ chưa cấp điện lại mà. Bây giờ đang treo cái tiền lên đó. À, khắc phục cái đợt cơn bão đấy là đâu 50-60 tỷ. Mà nếu mà ôm cục tiền nó dòng vô trong cái chi phí thì như vậy Khánh Hòa lỗ, đúng không? Thì là ông lời đâu có mấy chục tỷ mà ông rộng rồi nhát 50 mấy tỷ khắc phục bỏ lụt nó là ông lỗ, mà lỗ đâu được. Hồi đông rồi thì họp mà ra đại đồ của đông rồi tôi chết, nên phải phân ra để mỗi năm bỏ bụi phân ra. Tôi nhớ là sau đó thì ông Ký ông Lâm ra cũng họp với tổng đi xin là coi như là điều chỉnh như là cái tiền bằng cách nào đó để giống như Quảng Bình, Quảng Bình Phú Yên là đưa vào chi phí đi, không có vấn đề gì hết vì họ hòa vào trong trong mười mấy điện lực còn lại nên nó cũng tăng lên xí, nhưng mà cũng ảnh hưởng lắm so với ông Khánh Hòa một mình ông làm một ông chịu thôi. Thế thì đã cũng nghĩ cách được gọi lộc ở nhân hộ thành viên của họ. Thì cũng đề nghị tổng công ty cho thì tập đoàn ghi cái nó vô trong chi phí để mà trong cái phòng bảo lưu cái đấy để giúp Khánh Hòa ngồi tập đoàn được Khánh Hòa cũng cổ phần cũng khổ cũng cổ phần, thế nên mình có thể lấy tiền của nhà nước mà đưa cho cổ phần được, đưa cho tư nhân được, ông đưa vô cái là công an nó tự cổ nốt lên khó đó đó. Trong khi đó của mình cũng ở Phú Yên là chỉ cần tờ A4 hạch toán cái ta là nó cười khẽ khẽ cũng là được, thậm chí là được cái lưới rừng mới đẹp hơn nữa. À, sau khi Khánh Hòa bây giờ vẫn chưa làm xong, đây về bão lụt thì nói là rất là căng thẳng và nó ảnh hưởng đến quay lại cái năng suất lao động CPC của các anh chị. Và cái mấy lần họ với tập đoàn thì nói tại vì nó cũng hiểu hết nhưng mà vẫn cứ nói là kém hay biết hết, ngồi ăn nói chuyện với nhau thông cảm lắm, vỗ vai cố gắng nhé mà thêm họ thế kia rồi hiểu nhìn chung là đất rộng người thưa, không có công nghiệp, không có gì, có cụ đống thép cụ đống nhôm như hết đâu á, cho nên như thế là cố gắng rất là tốt. Nhưng mà lên diễn đàn lại cứ bảo CPC là năng suất lao động kém,
tập của mình nó kém mà thấp nhất trong thấp thuận đi đúng lối. Anh chị cứ tưởng tượng mình là 1/3 đất nước mà sản lượng có 1/10 thôi, đúng không? Mà mình cũng từ chối cấp điện cho một cái hộ nào hết. Vừa rồi gọi là kể công đóng được 2 xã cuối cùng của Quảng Nam, vẫn gọi 100% số xã có điện, vẫn gọi cực thế như được cái đâu nó. Nhưng mà nhiệm vụ chính trị là anh thì nói là chỗ nó cũng cấp điện nữa, cấp điện thì anh nghỉ đi, người khác làm. Đấy, tôi nói là về cái gì? Tôi muốn dừng này xí để nói với anh chị rằng để nó liên quan đến về cái năng suất lao động, về so sánh ở chỗ báo cáo với anh chị là mình so sánh ở trong tập đoàn với nhau thì như thế rồi, mình cứ lấy kilowatt giờ chia cho số người thì ra cái chuyện là năng suất lao động, rồi số khách hàng mình phục vụ là năng suất lao động kia thì mình chắc là luôn luôn ở đứng sau cùng, tại nó là chắc chắn. Những cái vấn đề thì yên tâm, không có ai mà giành suất năng của mình hết á. Nhưng tôi muốn nói cái ý mà cái năng suất lao động mà bên báo chí và báo cáo với anh chị vẫn hay nói là năng suất lao động của Việt Nam là thấp bằng 1/10 của Singapore, 1/4 của Thái Lan, rồi tất cả mọi thứ. Báo cáo anh chị là cũng như mình nói cái nói chuyện nó đúng mà nó không đúng thì mình biết bản chất của nó. Mình họ cứ lấy cái tổng sản phẩm quốc nội trên người ra thì nhìn thấy được xem năng suất lao động thì một số lãnh đạo và cái lãnh đạo cấp cao nữa thấy rằng là để tăng năng suất lao động mà các anh em đi làm thứ bảy chủ nhật vì là giảm người đi mà công việc thì không thay đổi nên chỉ đi làm thứ bảy chủ nhật, mà có nhiều người rất tự hào là lính tôi thứ bảy chủ nhật một đi làm. Cái đó cái sai lầm vô cùng, nếu mà anh lãnh đạo như đó là sai lầm vô cùng. Không ai có thể quanh năm suốt tháng mà làm thêm được. Thứ nhất là họ phải có thời gian để phục hồi sức lao động, họ có thời gian đi gia đình, đúng không? Có thời gian vui chơi giải trí thôi tính nhé. Bây giờ bắt làm xung quanh đi làm mỹ rồi lúc này đi làm nữa thì không có. Thế thì mình tăng năng suất lao động thế nào? Mình vẫn dạy người mà công việc vẫn không phú giảm. Chủ trương của tổng ty lãnh đạo tổng ty rất rõ ràng, chúng ta giảm làm thủ công chỉ có làm cơ nhân. Nếu anh chị để ý thời gian vừa rồi thì lãnh đạo của công ty đã thực hiện cái này cũng được rồi, mua sắm còn trang thiết bị. Ví dụ anh chị trèo lên cái trụ đi mất công mất sức thì có cái xe gào đưa anh lên nó nhanh, chứ không phải là trèo thứ bảy được thì chủ nhật trèo tiếp, ví dụ nó không có đúng. Có nghĩa là báo cáo với anh chị là chúng ta sẽ cố gắng mua sắm phương tiện tạo điều kiện để anh em có cái dụng cụ thiết bị cơ giới để thi công thay bằng thủ công thì năng suất lao động nó mới lên được, chứ không phải là làm thủ bảy nhỉ. Cha ông ta có câu rồi, đường cày ngày vuốt, không thể so sánh sức lao động của một người là thủ công đào cái hố, mỗi câu đào một ngày ra cái hố, trong khi đó có một ông lái máy xúc đấy là ngay là bên này thi công ông múc như lái sau, nhưng bây giờ bảo là mấy ông năng suất lao động kém, không phải. Cho nên nếu quan điểm như thế là một hàng suất này bắt lấy đào hố đào không đạt được người đào cứ có năm suất phá không đạt được, đúng không? Trong khi đó là phải trang bị giờ máy xúc nó tạo gì đấy thì nó cũng được. Cho nên là đây lưu ý là khi mà nói đến năng suất lao động thì chúng ta phải so sánh nhân công. Và để tăng năng suất lao động cái duy nhất là chuyển qua cơ giới, cái gì thi công của bằng máy, cái gì giúp cho anh em. Tôi nói ví dụ cái sức lao động anh em mà treo cái trụ điện đó, ông treo từ dưới đi lên nó mệt, đúng không?
Bây giờ một xe gầu đưa lên nó đứng ngon làm nọ làm kia thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó sẽ ra là nó sẽ tốt hơn như làm sao đi so sánh như đối lập. Như vậy là nó chuyển sang là từ tăng năng suất lên. Bên kia thì họ tự động hóa bớt người, nó làm bằng đi quyền. Bên này chiến lược thì phải thực hiện bằng cách bớt lao động thủ công này nè. Và chúng tôi cũng họp trong ban giám đốc cũng nói rằng cái này ngoài điều kiện tăng năng suất lao động thì cũng là một điều kiện để bớt mệt mỏi và giảm thiểu tai nạn lao động. Báo cáo các anh chị là mấy năm vừa rồi là rất đau đầu những chuyện tai nạn. Thì làm mệt quá thôi, nó sai suất thôi. Tôi nói ví dụ như cái vụ vừa rồi ở Quảng Nam, thì anh chị mà đau khổ đến mình mới chuyển qua leo nhầm cái trụ, trụ cắt điện thì không leo mà leo cái trụ cố định, cho nên bị tai nạn mất. Nếu như mà ở đó là cái xe gầu đưa thì chắc là không có không nào đi nhầm được đúng không? Ông nữa mới nhầm nên họ rào cái xe cổ thì là thì sẽ không được nữa. Một cái tai nạn mà cũng rất đau lòng, nhưng mà đó là những cái điều là cũng đi làm mệt, cũng làm đôi khi cũng chạy sớm, cố gắng chạy lên làm cho kịp bây giờ. Cũng rất ấy là anh nói chuyện từ cao thế về cao thế bình định. Chuyển về làm ở Quảng Nam đấy. Đấy tôi nói là cái năng suất lao động và tất cả những cái này để anh em lưu ý. Cái công nghệ thì xu hướng về ngành điện nói chung thì vẫn là nó truyền thống, bây giờ nó cũng phát triển thêm được. Và một xu thế bây giờ bắt buộc chuyển qua cái năng lượng sạch. Thế nên hồi nãy tôi nói có mấy ông tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long nói không cái gì điện than á, những cái nước trước không cho làm. Bây giờ thì phải làm năng lượng sạch, đó là điện gió, điện mặt trời. Nhân đây tôi nói rất nhiều người thắc mắc. Tại sao CDC lại đi làm cái nhà máy điện mặt trời trong Cam Lâm? Còn tôi họ có nên làm không? Làm đến được cái gì mà làm được áp lực hướng Cam Lâm? Ví dụ 30 tháng 6 không điện để ăn cái điện chỉ thuyết 35 sen, không có làm được không? Áp lực hướng nên tôi tí nữa là đề mù mà tôi nói 50-70 hecta đất, tôi nói là không có dễ. Đề mù một cái trạm biến áp của 3000 mét vuông bao nhiêu là bạc đầu 50-70 hecta đất. Đó. Nhưng phải làm, tại vì sao? Một là xu thế mình phải làm công nghệ. Một cái quan trọng nhất, EVN cũng thống nhất được CDC là mục tiêu là đối chứng với cái nhà đầu tư khác. Nếu như mình không đầu tư một cái nhà máy điện mặt trời tập trung 50 megawatt, mình làm cái đúng không? Thì những nhà đầu tư khác họ làm, họ đưa ra một cái giá. Bây giờ là chi phí 35 sen, và ông bảo ông đầu tư như đó là phải 12 sen, 13 sen thôi. Mà nó bán như này thì mình phải mua. Thứ nhất mình kiếm nguồn, thứ hai là mình phải mua cái nguồn. Giá bán vô thì giá bán ra phải tăng, đó là áp lực này. Mình đâu muốn tăng là tăng được, mình có thể nói ôi bây giờ chính phủ bắt tôi mua là 12 sen cho nên bây giờ phải tăng giá bán cho dân lên, không được. Cho nên mình có cái đó, thấy nó đúng hay không? Đương nhiên là mỗi giai đoạn công nghệ khác nhau, chứ không phải là nhà máy điện mình làm ví dụ như là bán ra là 9.35 sen có lời, thì nhà máy khác là 9.35 có nhiều khi ở 5 sen là có lời, có thể là 10 sen có lời tùy. Nhưng càng sau thì về xu thế thì công nghệ nó phát triển và tôi nghĩ rằng là nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà lại bị cái này nếu không làm sau chỗ ngon họ làm hết rồi
mình phải nói đó, chỗ bây giờ họ chọn làm nhà máy điện mặt trời những bức xạ tốt theo họ làm rồi thì đến sau công nghệ tốt thì phải anh đi ra cái chỗ rìa thì nó cũng rất là đắt tiền. Cho nên mình khi mình có được cái giá bán điện mình đầu tư, mình bán, mình báo thì mình có số thật, đầu tư mình có quyết toán tiền toán vào giá bán điện kia, tính toán lại báo cáo với Bộ Công Thương, báo cáo với Chính phủ như vậy là giá điện mặt trời bây giờ là không phải là 9,35 sen, có thể chỉ cần là 9 sen, 8 sen, đúng không? Chứ mấy cái ông tư nhân mà ông chạy chính sách hay lắm, chạy đấy là tự nhiên có một tờ rè tự nhiên ai đầu tiên là mình, sau là dân mình nha, giá thấp lên đấy. Cho nên là những cái này và một cái về sản phẩm mới, công nghệ mới tôi cũng nói nhân lên đó là anh em là vừa rồi là tổng công ty thứ nhất là cái nhà máy điện mặt trời trong Cao Lâm 50 MW. Thứ hai là chương trình áp mái điện mặt trời áp mái bây giờ là sắp kết thúc giai đoạn 2 rồi, đang làm giai đoạn 3. Tất cả các nhà điều hành, tất cả các nhà trực sẽ có điện mặt trời. Thế nếu cái công ty đưa mà làm kinh tế, nhà kinh tế nó lỗ cho kinh tế, nhưng mà quảng bá cho cái điện mặt trời, mình phải có trách nhiệm làm cho điện đó. Anh lưu ý là bảo là bây giờ là tự nhiên CPC từng nữa được ăn thua chi được mấy cái nguồn không phải mục tiêu mình quảng bá năng lượng sạch à. Và chính vì như thế cho nên là một số cái mình phải làm. Cái thứ hai nữa là xe điện, tại nếu mà về tổng công ty là thấy có hai cái xe điện là mình mua của cái hãng Mitsubishi. Theo quy định của nhà nước là mình chỉ mua với giá 1.04 cho số mà mua trên là mình trước coi rồi. Báo cáo gì là cái xe điện này đi về đến Việt Nam giá thành với nhập khẩu tất cả 2 tỷ 8. Thì xe nó cho không phải là 1.04 đúng không? Sau gần 2 năm đàm phán nói chuyện với ông Mitsubishi, ông ấy đồng ý bán cái giá này vì mình mua được. Ông muốn quảng bá xe điện nên bọn tôi cũng làm, nhưng mà bây giờ bán cao hơn mà không muốn nữa, tôi mua là vì cái còi anh biết được giá sau đồng ý bán cho CPC 2 chiếc xe với giá là 1.04 tỷ một chiếc kèm theo một cái trạm sạc. Anh nhìn thấy con trạm sạc xe điện là phải sạc 30 mấy ngàn cái trạm sạc, 30 ngàn đô một trạm sạc. Bây giờ CPC đang giao cho MX để làm các trạm sạc. Vì bây giờ với cái một cái trạm sạc ở đây thì rõ ràng thì chạy lên quanh Đà Nẵng thôi, chạy ra Huế thì chết liền, chạy ra Huế không được, nó mất nó điện đâu về, nên là chạy 160 cái sạc chạy ra thôi. Thế thì phải làm ở Huế cảm sạc, làm Hội An cảm sạc, làm Tam Kỳ cảm sạc, làm một số cảm sạc ở các nơi làm giao em biết làm. Mục tiêu cũng sẽ là gì, để mình khuyết trương cái chuyện cái xe điện này lên không, chứ CPG không thiếu xe để mà đi, mà phải đi cái này nhưng mà phải làm được cái. Và hiện nay cái cảm sạc của mình là nhờ có cảm sạc của mình trên bên chỗ ủy ban cũng được bên mua vào cho 3 chiếc, suốt ngày qua sạc nhờ thôi, không có trạm sạc, suốt ngày qua sạc nhờ. Bây giờ mình sẽ làm cho Hội An là cũng du lịch sạch, Huế Tam Kỳ những chỗ gần đó, thế thì giao cho MX trong năm này sẽ lắp những cái trạm sạc để khuyến cáo, để khuyết trương, để quảng bá cho cái xe đạp điện năng lượng sạch. Báo cáo với chị những cái để mình biết cái chủ trương của tổng ty, chứ không phải là mấy ông này chơi ngông rồi tự nhiên mua cái xe điện thì làm cái chi, có mục tiêu hết. Tất cả chúng ta đều có một cái mục tiêu và phải được xin phép tập đoàn, không phải là thích tiền lên mấy cái nhà nước đầu tư mua xe điện nữa. Đấy, thì như vậy là
về những cái cơ yếu tố công nghệ. Tôi cũng muốn nói một chí để anh hiểu cái chủ trương lãnh đạo của công ty tại sao làm gì mà cho áp mái làm nhà máy điện tập trung 50 mê, vì cái 50 mê là cái nhà máy đấy là cái công suất đấy phổ biến. Họ thường thường xin là 50 mê, một nhà máy 50 mê để đấu mình làm thế nào, còn ý nữa là để sau này vận hành như thế nào mình đứng trước. Số cái lý thuyết này thì mình lướt qua cái đọc cho mình cái thành điện mình thì nói chung là sản phẩm thay thế những thứ nó thì cũng còn lâu làm thì nó đây có một cái bản để chúng ta lưu ý về cái môi trường vĩ mô và môi trường ngành. Thế thì cái môi trường vĩ mô về tác động là gián tiếp, mà ngành là trực tiếp. Đây là lý thuyết chúng ta thấy là chả đúng. Cá nhân tôi thấy là không đúng. Cái vĩ mô này hắn cũng quánh mình lên bờ xuống vực trực tiếp chứ không có gián tiếp đâu. Anh để ý là một chủ trương chính sách của nhà nước thay đổi là mình lãnh đạo liền. Tôi nói ví dụ là có cái chủ trương mấy nhà máy thủy điện thì xưa ông đóng thuế tài nguyên môi trường sử dụng nước mặt, không biết nó chạy thế nào rồng đấy, ngành điện trả tiền thuế đó cho bên chỗ mấy ông đó, và bây giờ phải trả tiền đó là gián tiếp cho được, nói túi tiền mình mà răng rồi gián tiếp được một chủ trương chính sách đấy. Cái đợt vào đâu cũng tôi thấy nói đấy cho cái mình ủng hộ lâu, mấy ông ai mà mua cổ phiếu rồi là gì cổ phần cái cổ nhân chủ thủy điện là có một thời kỳ trading là một cái họ mà hoàn cái thuế môi trường mà nó là đâu được mấy chục tỷ không trả rồi từ giờ nào bây giờ mình trả đó. Thì bên này thì riêng nó gọi là vĩ mô để gián tiếp, mà còn ngành này trực tiếp đương nhiên mà tôi nghĩ tuy là gián tiếp nhưng mà tác động nó cũng vô cùng là gây gớm. Mọi tình này nè, tốc độ thay đổi chậm có tác dụng lâu dài, cái này thì sai. Cái gì mà do những cái ông còn như chính trị gia mà ban hành thì mà thay đổi chậm đó. Họ cái này là có yếu tố là quy trình cũng đắt được, mỗi cái chính sách mà thay đổi nó ảnh hưởng kinh khủng nên họ thận trọng. Có thể như mình quyết định vào nó cũng ảnh hưởng trong doanh nghiệp mình thôi, chứ một chính sách một cái chủ trương mà thay đổi báo cáo mình luôn lắm. Hôm nay ví dụ như là được rồi Bộ Giao thông họ có một cái chủ trương là như vậy, các xe ô tô nhập khẩu là phải có chứng nhận chất lượng gì cái gì đấy, mà đầu tiên là đã nắm cái làm được và chúng ta trong vòng trong một năm ô tô nhập khẩu thì chạy như thế thì chạy được không mà nắm nhưng mà thì các ông chủ kiểu làm cái rào cản này để cho mấy ông trong nước cố gắng trong thời gian đấy mà kiếm ăn rồi là phát triển đấy thôi, nhưng mà đấy là một cái chủ trương phải hướng. Thế thì nó chậm thay đổi là chắc chắn rồi, vì nó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế, cho nên thế nào nghe ông này nói chạy về thay đổi cái thì nó không có được và có tác dụng rất lâu dài thì nó chậm. Mà một chủ trương chính sách nào phải đi vào cuộc sống có nhiều người cái là còn cũng đi vào cuộc sống chứ đừng nói mà tác dụng. Thì cái này tôi nói luôn này bạn, để các anh chị lưu ý chỗ này, ai cũng biết chậm
ai cũng biết là nó phải có quy trình hay không. Thì cái quan trọng là chúng ta phải biết cách để vượt qua những tiêu cả. Tôi nói ví dụ về hiện nay là chúng ta sẽ có những dự án mà đầu tư công áp dụng vốn ODA ra ngoài Bộ Công Thương để tiêu duyệt, có dự án là đến 8 tháng. Nhưng mà bây giờ cứ ngồi kêu cũng được, từ ra áp vô mà làm thôi chứ. Bây giờ kêu bộ làm chậm thì chỉ có vì bảo các anh chị nói bộ thì nó to lắm, nhưng để duyệt những cái dự án của mình làm tôi thấy có hai người à, mà ông duyệt từ Bắc chí Nam chứ không phải là chỉ OCBC mình, khổ lắm. Có hai người, có một ông bây giờ ông ấy là bây giờ gọi là như vụ trưởng, thì ông suốt ngày đi họp, ông có lại nó họp xong đi, có một ông chuyên viên ông Tâm, tên ông Tâm, một ông nữa là tên ông gì là hai ông mà có cái hay một cái dự là mỗi lần mình ra bảo vệ ấy, và về xong mình đi nhậu, nói nhá, nhậu xong về ngủ, mai lên làm dự án khác, bảo vệ xong là đi nhậu tiếp. 3-4 tháng không có cái biên bản thông báo của họ không? Nó bảo thì em nhiều mít lúc mô em biết. Nói thẳng á, thì mình rước mình ra bảo vệ từ sáng đến chiều, thôi tôi chiều nên mình ngồi xí như vậy, bọn ta về mày ở lại mày làm giả đầu đến 8-9 giờ về ngủ, ngày mai là có tổng miền Bắc lại bảo vệ, ngày mốt tổng miền Nam phải chạy, mà không phải mình mà còn các đơn vị ngoài nữa không ra được cái thông báo của họ, có cái gì đau khổ lắm. Thế thì cái này á, xem mà nó hết pin này. Cái này mà nếu các anh chị để ý là nó đã lên quốc hội rồi nhưng mà cũng rất không. Thấy nhớ mà trong một cuộc họp mà gần đây ấy, mà do chủ tịch quốc hội Kim Ngân mà chủ trì mà nói cái chuyện thu phí thu giá đổi tên vấn đề đó, bà nói luôn ô đừng tên chính phủ, chính phủ làm lâu lắm, tên diễn đàn quốc hội nói này trong bài là tôi nói đừng, vì ông bộ trưởng giao thông là cái này để là trình lên chính phủ xem bây giờ đổi thành thu phí hay thu giá rồi đưa đại loại rồi. Bà nói luôn đừng có trình chính phủ, trình chính phủ lâu đấy. Thì như vậy để nói thì là những cái này nó ám ảnh mọi người, nhưng không thay đổi đâu, phải vượt qua thôi. Còn những tác động mà tốc độ thay đổi trong môi trường vi mô của ngành thì nhanh và năng động dễ rồi của mình mới. Mình tự mà làm chứ còn bây giờ kêu gì. Về độ phức tạp thì môi trường vi mô là cao và nhiều yếu tố. Chắc chắn rồi, tại vì là môi trường kinh tế của nền đất nước. Cái này ông nào mà không nhanh không nhận ra biết thì người tư nó ảnh hưởng đến mình. Nói ví dụ như là chúng ta đón được cái chỗ nhà máy thép hợp pháp ở trong chỗ Trung Quốc ở trong Quảng Ngãi. Thế thì cả ngành phải nhảy vô. Các yếu tố là phía CVC phải làm cái gì? NPT phải làm cái gì? Chẳng phải là chỉ có CPC làm đường dây cấp điện không? Thay máy 5 cặp, cặp dốc sọ, tất cả mọi người phải làm. Cảm ơn chị, cảm ơn hệ thống. Cái này thì nội bộ thì lúc đầu tôi nói về cái này thì nó là dễ mà cũng là rất khó. Từ đánh giá mình là vô cùng khó khăn. Đúng không? Nhiều khi người ngoài họ tỉnh táo hơn đánh giá, cho nên có một số doanh nghiệp họ thuê tư vấn ngoài để đánh giá mình. Vì mình nhìn là nhiều khi có cái tình cảm trong cái chỗ này là làm được, nhưng mà mình thiên về là thay vì mình tìm ra cái giải pháp thì mình tìm cách mình giải thích tại đang làm thì
không đưa ra giải pháp. Thì như vậy là khi mà mình có cái tình cảm mà cách và mình là người trong cuộc là mình rất dễ thông cảm, nhưng mà người ngoài họ nhìn nhận họ nói thì nó là khách quan hơn và họ có cái tổng quan hơn. Để đi nhìn nói lại đây thì nếu chúng ta nhìn nhận một vấn đề mà chúng ta nghĩ nó đơn giản thì chắc chắn là nhìn chưa hết các khía cạnh, cái vấn đề nào cũng tạo hết, chẳng có ai nhìn ra. Thế thì ở đây ấy, chúng ta phải phân tích nội bộ. Tôi nói là khó, khó. Mình chỉ biết được là theo cái gọi là góc độ nhìn của mình thôi. Quay trở lại chỗ anh Khai là chỉ nghiệp điểm cơ đúng không? Anh làm mấy chục năm rồi đó, anh thuộc hết những ông nói mọi kia, nhưng mà chưa chắc là anh đã khai thác hết những cái tiềm năng em họ. Hoặc là anh chưa trang bị đầy đủ những trang thiết bị để họ phát huy được. Hoặc là nếu anh đi học anh tham vọng mà nói rằng về trang bị nhiều mà rồi bên kia họ không sử dụng được. Thì như vậy là cái phân tích mà nội bộ biết được mình ấy, là đầu tiên nghĩ là dễ nhưng mà vô cùng khó nếu như chúng ta biết được chính xác. Thế này, tìm ra điểm mạnh điểm yếu. Tôi thấy tìm điểm mạnh dễ thì mình tìm điểm yếu mình khó. Không phải là tinh thần phê thử phê gì đâu. Vì tôi quay trở lại tôi nói cái tính mà mình là người trong cuộc, rồi mình cùng chia sẻ, mình vất vả những cái chuyện ấy. Thì khi mà mình có một cái vấn đề gì đấy, thay vì mình nhìn nhận ra cái điểm yếu thì mình tìm cách giải thích cho cái điểm yếu đó. Tại sao thế này, tại sao thế kia, nên thế này, nên thế kia, mình làm thế là có tính cách mình giảm nhẹ độ mà nghiêm trọng của vấn đề. Người ngoài nhìn vô vào vấn đề này là nghiêm trọng, đúng không? Nhưng mà mình người cuối cùng mình thấy em cũng nỗ lực hết sức rồi, rồi cũng làm hết sức của mình, bây giờ nó vừa không ấy. Nhưng mà như vậy là cái nhìn nhận ấy là nó sẽ không khách quan. Tôi nhắc lại, tìm ra điểm mạnh điểm yếu của một doanh nghiệp không đơn giản. Chứ không phải là tôi ở đây tôi làm giám đốc mấy chục năm này rồi mà em anh nói rằng tôi nhận sai không phải. Đây là những cái về lý thuyết để làm. Thì tôi cũng có cái slide chứ, nhưng mà tôi muốn dừng lại một số. Đây, phân tích nội bộ thì nó khác giữa bên trong bên ngoài đi chị. Tí nữa rồi các anh cũng sẽ lên bảng viết xem được phân tích nội bộ thế nào, bên ngoài thế nào. Dễ nhầm lắm, nó nói được thôi chứ cái phân tích này khó. Cái tác động môi trường bên ngoài là có cơ hội và đe dọa. Cái này trong các anh chị mà có học kinh tế đi qua rồi mà phân tích suốt ấy, thì cái này nó rất rõ là tác động môi trường bên ngoài là nó là có là một cơ hội và thách thức, để dùng từ đây rồi. Còn yếu tố của nội bộ mình là điểm mạnh và điểm yếu nội bộ, cái ảnh hưởng phạm vi ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài là các doanh nghiệp bên ngoài tất cả đều biết, còn nội bộ mình là doanh nghiệp mình. Điểm mạnh điểm yếu của mình phát hiện ra đây là doanh nghiệp mình chịu không. Ví dụ như là Quảng Bình mạnh hay yếu là Quảng Bình nó trong Quảng Ngãi nó khó. Yếu tố bên ngoài thì không thể hoặc khó kiểm soát, nó ngoài tầm mình rồi. Trong nội bộ có thể kiểm soát. Đây, tôi nói là có thể kiểm soát, chống lại kiểm soát được. Có nhiều cái biết đấy mà làm không được. Quay lại tôi nói ví dụ như là chúng ta năng suất lao động kém, suốt ngày bị la rồi, làm lên được không? Cũng khó, biết nhưng mà hắn là
cứ cái mẫu số nó là cái tử số, nó chia mẫu số nó ra thì nó là thôi hàng năm phát triển sản lượng rồi nó lên từng nữa thì tự nhiên nó lên đó thôi. Cho nên là có một số công cụ để khi mà phân tích những cái này thì tôi chỉ muốn dừng lại với các anh ở chỗ ta sẽ sau này sẽ có cái sự quốc cái này hay thì nếu mà làm thì sau này sẽ còn giờ sang chương này. Cái này thì nói nhanh thôi, tại vì báo cáo với các anh chị là trong quá trình từ đầu đến giờ tôi nói cũng qua cái này rồi. Cái đầu tiên là chức năng nhiệm vụ sứ mạng mission là chúng ta thể hiện này. Đây là lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của tổ chức. Ví dụ như là tại sao họ lại thành lập tổng công ty điện lực miền Trung? Đúng rồi, mấy ông kia rảnh tự nhiên thành lập họ. Không có chức năng gì mà cũng giao cho ông làm phân phối điện, quản lý điện ở trên địa bàn miền Trung. Miền Bắc có miền Bắc, miền Nam có miền Nam. Rồi sau một thời kỳ họ phát hiện ra thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội là có một đơn vị riêng, tách ra làm riêng ra mình cũng. Không phải là tự nhiên là nhiều người bảo ông Hà Nội chạy lên để tách, cũng có chạy chọn cái đây hết. Vấn đề là vì nhiệm vụ về cái sứ mạng xuất hiện ra. Vì Hà Nội là thủ đô, thành phố đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh cũng đặc biệt. Nó phải xuất hiện một cái tổng công ty trực quản những cái việc hết. Thì như vậy là khi xuất hiện này là cái mission của nó có. Thế thì cái sứ mạng của tổng công ty mình là cái gì? Cái này là tôi chép nguyên văn trong này nó ra cho không có phịa gì hết, anh yên tâm nè. Như vậy là có vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng các địa phương miền Trung, Tây Nguyên, Việt Nam. EVNCC nỗ lực hết mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về điện năng và các dịch vụ liên quan khác. Ở đây các đồng chí lưu ý là ngoài chuyện mà phát triển kinh tế xã hội thì còn liên quan đến giữ vững an ninh quốc phòng. Do đó chúng ta được giao nhiệm vụ là cung cấp điện cho Lý Sơn, cho Cù Lao Chàm, bây giờ là ở chỗ Cồn Cỏ, các biển đảo, rồi các vùng biên giới phải đưa điện lên để dân họ sống, để bảo vệ biên giới, nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng. Chứ không phải là các anh bảo là chỉ mình đi bán điện bình thường, có lời bán không có lời đi về. Đây là nằm trong mission. Mà cái này mission này là chính phủ giao cho mình. Còn nếu anh không làm được nhiệm vụ này thì không còn anh nữa. Lưu ý anh chị về chỗ đó. Đây. Về tầm nhìn, chúng tôi nói là cái vision. Vision là cái mục tiêu dài hạn. Chúng ta nói là kế hoạch là 16-20, tầm nhìn đến 2025, có xét đến 2035. Những cái nữa là nó về tầm nhìn. Thế thì mình muốn là tổng công ty hoặc là công ty điện lực Đắk Lắk, công ty điện lực Quảng Trị nó sẽ như thế nào? Và cái này báo cáo với các anh là ngoài cái tầm nhìn của lãnh đạo, ví dụ như tổng ty, lãnh đạo các đơn vị, thì có một, tôi nói là có một số họ đi giúp mình nữa, họ bắt mình phải làm, bắt mình phải trở thành một cái mô hình nữa. Bởi thế nên là có cái
cái ban đổi mới doanh nghiệp, họ thấy ông này chưa được, đổi đi, làm tới làm lui đi. Cho nên là hiện nay tôi nói luôn, bây giờ vừa rồi bọn tôi họp nói cả đầu này. Trước đây á, một anh chị là cái công ty dịch vụ, biết anh chị là nghe về cái công ty này, công ty dịch vụ trước đây là cũng lập phương án đề án mà tôi mất mấy năm đó. Thì đầu tiên rất là thận trọng, tôi chỉ lập khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Thì tên cơ sở cái công ty, cái xí nghiệp dịch vụ thí nghiệm như bên Cao Thế, rồi lấy thêm một ít đơn vị cơ điện mà để làm công ty xem nó hoạt động như thế nào. Đó, đó là tầm nhìn của mình. Nếu mà nhìn trước mà tập đoàn cũng được, họ nhìn khác, ra một cái nghị quyết. Mùng 1 tháng 1 2019, xí nghiệp dịch vụ, công ty dịch vụ của tổng của điện lực miền Trung ra đời. Trên cơ sở là các xí nghiệp cơ điện của các công ty này, và cái xí nghiệp dịch vụ như là bên chỗ Cao Thế. Có cả gì không, họ nhìn chung mình nhìn một xí nó không được, làm hết. Có cả các anh cho làm thí điểm đi để từ thì không phải đấy, bước nghị quyết rồi. Ở miền Bắc thành lập cái xí nghiệp dịch vụ, tôi gặp rồi chị Hải cũng ngồi làm việc thì bảo là cỡ khoảng ngàn rưỡi người, mà tôi định đúng ví dụ một xí nghiệp điện cơ của mình là khoảng 300 người nè, 65, mà miền Bắc có 25 công ty nhân lên ôm cái rẹt vô là thằng ra biết bao nhiêu người rồi. Với mình là như vậy là chắc là Khánh Hòa thì chịu rồi, Khánh Hòa thì ông là cổ phần rồi, mình cũng thể là khác đúng không, còn nhóm khác là cứ ôm xí nghiệp lên bỏ qua bên này. Mùng 1 tháng 1 2019, và cái công ty này là không ăn lương sản xuất. Hiện nay cái chỗ điện lực cũng ăn lương sản xuất, nó không ăn lương bằng bị thi công công trình và tất cả mọi thứ như thế này. Những cái bọn tôi lo là không phải là cái công ty này không có việc làm, lo cái mối quan hệ giữa công ty này với các công ty này trong quá trình đảm bảo cái vận hành cung cấp điện là nhiệm vụ đầu tiên của mình. Sau đó là mới đến những chuyện cái công ty này làm ăn như thế nào. Ví dụ Khang này đang là lĩnh vực thân này đúng không, gọi đi sửa cái chỗ nó đi, dạ đi liền đúng không, bây giờ qua cái chỗ Âu dạ, để em hỏi anh Hùng xem thế nào đây chứ, tiền đi mất. Ừ, tôi nói ví dụ đó. Nó là bảo đi, tôi ông trả tiền cho tôi đâu đấy. Tôi nói ví dụ là rất là dễ hiểu. Trong khi đó là các chỉ số sai đi, sai phi, các chỉ số sai đi, sai lại nữa là áp lực rồi. Mà bây giờ cứ cái lộn nữa, còn tôi là lo, không phải là lo cái xí nghiệp dịch vụ cũng việc, còn rất nhiều việc làm. Xây dựng cơ bản sửa chữa lớn, làm không hết việc. Nhưng mà quản lý thế nào để cho cái vận hành lưới điện mình là cái mục tiêu đầu tiên, đúng không? Thì khó. Cái thứ hai nói doanh nghiệp muốn đi về đâu bây giờ đi lung tung, tất cả các lưới điện trong 10 bây giờ giao lại cho công ty điện lực. Các anh có thông tin này chưa về chuẩn bị đó? Tháng 3 vừa rồi Đà Nẵng mới làm cái lễ bàn giao trong 10 cho công ty lưới điện Cao Thế, mới bàn giao đó, bây giờ chuẩn bị lễ lại. Nhưng mà cái chiến lược rước mà bỏ là tầm nhìn chứ trời. Vừa rồi ông Khánh Hòa này, bên chỗ Khánh Hòa này, tại vì là ông vốn đấy tiền nong nên chứ không là cũng giao Cao Thế rồi. Lúc trước mà lưới điện 110 nó anh chỉ biết là đang nằm bên công ty truyền tải điện 3,
bàn giao cho công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa. Thế thì các ông nhà mình khôn lắm, nếu mà theo giá sổ sách là nó còn là xí xí tiền à. Ví dụ như một 100 tỷ anh vận hành đâu 10 năm là về zero ra, mỗi năm khấu hao 10% về rồi ông vận hành nên là ông tính xí xí. Thế là ông dịch, tập đoàn dịch quất một văn bản này yêu cầu đánh giá lại. Đánh giá lại thì hắn đâu là gấp đôi cái giá của mà giá sổ sách đâu, giá mà có thể làm đôi tiền này. Thì Khánh Hòa học sinh rồi cắn răng cắn lợi mà mua cho ra 110 mua là tiền. Đợt vừa rồi là có chủ trương là lấy lại 110 của Khánh Hòa. Thế thì Khánh Hòa cũng mấy ông hồi đồng thành viên hội trì nó bảo thì trước đây đánh giá lại thì bây giờ cũng thuê một đơn vị để đánh giá lại để bán lại cho tổng ty chứ, ra ngoài kia họ cũng được, ai làm nước mà đánh giá sổ sách chứ đâu mà lề bàn đó. Coi như là bán cái đồ của tư nhân cho nhà nước, một ngày biết ABG nốt mấy thằng này à. Mà đứng vì cái vụ đấy chứ không là một cái chị là coi như chuyển về đó, chuyển về lại có thể, mà chuyển về đó bây giờ là chuyển về lại à. Nó cái tầm nhìn không phải là chỉ có tầm nhìn đến 2035 chỗ môi như thế là cái nó hoài lắm. Mà tôi cũng học là bây giờ nếu mà quân lệnh Nghi Sơn chủ trương nào vậy là bây giờ cùng sắp tới mời Bảo Hùng lên thống nhất thôi. Thứ nhất là cái chuyện mà bàn giao cái 110 cho bên chỗ điện lực, công ty điện lực thì không có vấn đề. Đó, thứ nhất là ôm cái xí nghiệp tiền cao thế nó về giao nhận không, giao dân thành để giải quyết để dân có thêm một cái xí nghiệp tiền cao thế quản lý này không có vấn đề gì. Rồi cái ông cơ điện này lại có quyết định chạy về cho anh Bao à, được thôi thay đổi. Thì cái hoạt động của cái ông công ty điện lực một cái lưới điện 110 là giai đoạn đầu là có vấn đề, nói trước thôi có vấn đề, nhưng mà nó nhanh chóng vượt qua. Tôi nghĩ có vấn đề bây giờ anh em quản lý lưới 2235 bây giờ 110 và nhất là cái trung tâm điều khiển nó đã đưa về công ty điện lực rồi, và thêm cái xí nghiệp cao thế họ về đấy họ quản họ làm đấy. Thì tôi nghĩ là trong thời gian ngắn mà là lưới điện 110 sẽ ổn định và sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà nó sẽ liên quan một xí mà chúng tôi đang phân vân bây giờ là cái đường dây nó đi qua 2 tỉnh là lại phải có quy chế thôi. Trạm thì đương nhiên khỏe rồi, trạm mồm rồi, nhưng mà cái đường dây thì rõ ràng được cái 110 là chạy qua 2 tỉnh là nhiều. Thế bây giờ phải phối hợp thế nào? Thế nhưng mà cũng dễ, tại vì các công ty điện lực thực ra trước đây là các công ty điện lực, một số công ty điện lực đã quản lý vận hành 110 rồi, ví dụ Quảng Trị, đúng không? Đà Nẵng, một số là Quảng Nam thì đã vận hành rồi, thì bây giờ họ quay trở lại thì bỡ ngỡ một xí thôi, nhưng mà cái đội ngũ của cao thế họ qua thì rất là ổn. Tuy nhiên cái mà tôi vẫn lo lắng là cái chỗ mà miền cơ ông quay qua bên chỗ dịch vụ đó là vấn đề không phải tôi quay trở lại anh Khang lo nhiều việc làm hết việc không là tổng đi cao cho công việc gì tôi xin chuyện anh làm đến 110 cái logo này thì công đường dây thi công cảm làm hết việc, nhưng cái nhiệm vụ phối hợp với các công ty điện lực để đảm bảo cái lưới điện vận hành an toàn liên tục đó mới là có cả cái hành hotline là quyết định bao nhiêu video này. Hôm vừa rồi sơ kết 7 tháng là nhiều giám đốc lên là kiên được hết, nhưng mà hotline để cho em để giữ quyết định rồi. Vì thực ra là một số đơn vị là hotline riêng, đơn vị là hotline 5 cơ điện,
thì mấy ông đều đề nghị là cho dù làm cơ điện hay làm riêng thì khi mà các dịch vụ vấn đề hotline lại của tôi đảm bảo cho đơn vị. Bây giờ là quyết rồi, ghi trong đó rồi, nghị quyết của đồng thành viên hotline cùng lại thì phải qua được hết, không có bàn cãi nữa. Nhưng mà cái phối hợp đây tôi quay trở lại là phối hợp thế nào? Trước đây anh Khang á là rõ ràng là cái gì là khổ thân đâu, vì rằng cái lưới điện vận hành liên tục là một ông giám đốc lo không. Thế bây giờ đưa qua anh Bá Hùng này, Bá Hùng ngoài cái chuyện phối hợp cho nó tốt của này với điện, nó phải lo cái bát cơm manh áo của 1.000 người này chứ, biết đâu à, không thì này 60 các đơn vị khác cũng đấy được không? Ờ, của mình rồi đấy. Thì tôi nói nghĩ ví dụ như là cứ khoảng 40 một đơn vị, mình có 10 đơn vị là 400 người thôi. Thế văn phòng của CGC đâu 120. Như vậy là 500 mấy người thì có người. Mỗi buổi sáng ngủ dậy là tính bao nhiêu lương để trả. Bây giờ chú bảo là lo an toàn lưới điện thì tôi lo cho những lương rồi đó. Và một trong những cái tiêu chí lương của những ông này không thấp hơn sản xuất điện. Đấy, yêu cầu đấy. Nhưng mà chỉ có mấy năm đầu thôi, để các anh lớn lên rồi sau đó thì giống như có cơ chế bù chéo lương điện, nhưng mà về lương tôi cũng phải, nhưng mà có cơ chế để lương không thấp hơn lương sản xuất điện. Thế bây giờ nó quay trở lại tư vấn rồi mà bàn lo, bây giờ sẽ sắp tới là sẽ mời các giám đốc các công ty điện lực rồi ngồi xem cái mô hình quy chế phối hợp như thế nào. Khi thành lập ấy là giám đốc công ty điện lực được ra lệnh cái gì, không phải là lúc nãy nói là không quân lính của Bá Hùng ông thân vào điện này cũng nghe nữa. Trước đây bực mình nó đi rồi không nghe nó kệ, nó ví dụ là cực kỳ đó là phải điều hành cho anh, vì mục tiêu của mình quay trở lại nữa chị là lưới điện vận hành an toàn liên tục đó. Còn cái nhiệm vụ mà có, nói thật xin lỗi anh, có 600 người này mà nó khó khăn đi được xí thì cũng bằng tìm cách khác giúp đỡ, chứ không thể đánh đổi cái lưới điện mà mình nữa được. Để các anh chị lên. Về EVN CVC tầm nhìn sẽ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện năng các dịch vụ liên quan khác của miền Trung Tây Nguyên Việt Nam. Tôi đọc cái này thì anh thấy sẽ là nó là đương nhiên, đúng không? Ở miền Trung Tây Nguyên mà ông nội mô vô cạnh tranh được với mình là mình hàng đầu. Có một số lớp trước hỏi nữa thì mắc tin mình biết, đúng không bên anh? CVC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện năng và các dịch vụ liên quan khác ở miền Trung Tây Nguyên Việt Nam. Nếu mà đâu biết thì đương nhiên không cần phấn đấu. Nhưng tại sao biết? Một các anh chị cái này biết ngoài là mình là bên ngoài. Các doanh nghiệp bên ngoài đánh giá mình, các bộ ban ngành đánh giá đơn vị mình. Đấy, tôi là một đơn vị hàng đầu của miền Trung Tây Nguyên, ông ứng xử nó đào à. Nó phải là cái ông đi đâu mà như ô xin mà ông sai vặt bắt đạt đó. Thế nên nhiều khi ông bảo là cái đi đương nhiên miền Trung Tây Nguyên mình có ông nội qua đây mà xem mình hàng đầu. Đương nhiên phải nói. Lúc trước có người thắc mắc là đương nhiên mà nó giao bộ ban ngành mình cũng sánh vai với các tổng ty khác chứ. Mình là nhất miền Trung, ông nhất miền Bắc thì ông cứ nhất miền Trung. Không? Các đối tác nước ngoài đến làm việc khi mà đặt đến một cái tầm nhìn mình là một đơn vị nhất miền Trung thôi. Và cái này cũng ý nghĩa là chúng ta phải giữ được miền Trung này trong thời gian tới. Đấy. Còn phấn đấu đến 2020 trong cái chính sách của mình là người CVC sẽ là một trong nhóm các doanh nghiệp điện lực hàng đầu trong nước.
thì đương nhiên là trong đó là mình tí cái chỉ ra cái thấy là mình có cái nhóm đó thôi, chứ mình lên hàng đầu trong nước được. Được biết đến là doanh nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường của khu vực Đông Nam Á. Cho nên tôi nói là bây giờ mình khuyến mãi rồi thích trường cho năng lượng sạch là một trong những cái tầm nhìn của mình đây. Không phải là mấy ông lãnh đạo tổng đi rảnh quá, đi mua xe điện chạy lông nhông ra sân bay. Bọn tôi có quyết định ra tiếp đoàn tập đoàn mà bộ rồi tập đoàn mà tôi ra đón đưa xe điện ra đó để khuyết trương đi xe điện ở ngoài sân bay. Bây giờ mấy ông biết, mặc dù mấy ông thích đi Land Cruiser thôi, không thích đi cái xe nhỏ nhỏ mà cứ lại đó. Còn sau đi khác thì sao? Đây bây giờ là nó có một cái chuỗi này đầu tiên là sứ mệnh thời đại mình hay nói giống với nhau là chúng ta được lịch sử giao phó, đảng và nhà nước giao phó là bọn tôi làm, công nhân làm đâu, công nhân là trưởng giao phó thôi, tôi đưa làm đấy cái sứ mệnh thế này. Sau đó mình đưa ra cái tầm nhìn là tôi nói là có hai cái nhìn, một cái là mình tự nhìn, một cái là họ nhìn bắt mình nhìn theo. Thì cái này là cái đặc thù của ngành điện, những ngành khác là tôi không biết, nhưng mà đó là mình không, và từ đó mình phải đưa ra mục tiêu. Bây giờ lại mục tiêu của chúng ta là bao gồm cái mà chúng ta muốn và cái chúng ta đi muốn đấy, cái mục tiêu đặt ra. Cái này dễ rồi, nó cái này thì tôi cũng là được đi học nhiều anh chị em, nhưng mà giữa mục tiêu với mục đích nhiều người nhầm lẫn, và sắp tới mình sẽ làm cũng sẽ nhiều, cũng phân biệt được. Thì tôi đi học ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi là học cấp 2. Mình có cái đào tạo ngũ lục là cấp 2, học đại học xong rồi quay lại học cấp 2, thì là học cấp 4 là học đại học lại. Mình học cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên cấp 4. Cấp 4 là tương đương đại học đó. Học cấp 2 thì thầy dạy là tôi cũng ngộ ra được là mình nói chuyện đi học nhiều mà cái phần mục tiêu với mục đích cũng lẫn lộn, rồi bên môi yếu tố bên trong bên ngoài cũng lẫn lộn, rồi tí các anh chị tí lên thiết là nói đến cho nó cũng lẫn lộn. Thì mục tiêu là phải đảm bảo smart, smart là thông minh, nhưng mà viết tắt của năm cái chữ. Chữ đầu tiên là specific, là phải. Tí tí ra phía sau tôi nói luôn nha. Thứ hai là measurable. Thứ ba là achievable. Thứ năm là realistic. Và thứ sáu là time. Có năm cái mà xác định đó là mục tiêu. Thế thì về sau này như vậy là thứ nhất là specific, là mục tiêu phải cụ thể, phải rõ ràng và phải, đây là nó từ từ hiểu, nhưng mà phải hiểu giống nhau. Thì nhiều người cũng nói chuyện với tôi thì cái gì dễ đó, tôi đặt ra thì hiểu giống nhau không đơn giản như vậy. Tôi lấy ví dụ tổng ty điện lực miền Trung đã làm hai cái dự án thí điểm về GIS ở Huế và ở Đà Nẵng, 2-3 năm đi. Ở Huế là như chỗ Nam Xuân Hương, ở Đà Nẵng coi như là chỉ dẫn địa lý về lưới điện GIS, có tư vấn, có nhà thầu làm trong 2-3 năm, có cả tổng kết là không rút ra được kinh nghiệm là xe làm như thế nào để đến bây giờ tạm dừng, đúng không? Không phổ biến là cái chỗ cụ thể rõ ràng hiểu giống nhau mà GIS ai cũng biết là chỉ dẫn địa lý về lưới điện, định nghĩa rõ ràng,
nhưng mà nó như thế nào, bao nhiêu thông tin cộng lên làm sao, phương án như thế nào, đúng là thế. Bây giờ đang đang bên ban kỹ thuật nó vò đầu bứt tai để cho ra được cái hiểu cho nào, vì mà các anh chị để làm một cái GS cho lưới điện của mình mất từ 5 đến 10 năm, anh đi sai đường cái là coi như là tòi đời một đống tiền và cuộc sống. Bây giờ rất thận trọng, bây giờ đang thận trọng để xem cái thứ hai là phải đo lường được measure able, định lượng kết quả cuối cùng bằng các chỉ tiêu có thể đánh giá được. Cái này cũng nói luôn với chị, mà các anh chị nếu mà được họp giao ban trực tuyến hay được họp sơ kết thì anh em hay dùng từ là số hóa này, số hóa gọi là digital đâu mà ra con số thì sau đó đánh giá. Ví dụ tổn thất tiền năng là 48 năm 2020, thì không thể nói là các đồng chí cố gắng nhé giảm tổn thất, nói đó là nó giống không có số là không được. Nâng cao độ tin cậy của công ty là sai đi bao nhiêu, mình 400 đúng không, năm 2020 các số mình nhớ 400 phút một khách hàng một năm, thế thì không thể nói là bảo điện lực Đắk Lắk là anh các anh về rồi ra phong trào thi đua để phấn đấu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là năm sau tốt hơn năm trước, không được có số. Và cái này thì tôi thấy rằng là một trong những cái mà khi mình lập ra cái chiến lược về cái này là nên dùng tính từ tốt đẹp hơn, rồi cái nội cái từ nó là môn tính tính nó đó cũng được. Chúng ta có thể nói là làm cái mà giống như chúng ta khẩu hiệu là dân giàu lúc mà xã hội dân chủ công bằng văn minh, dân giàu là mình nói một cái số là coi như là GDP là mấy, mình là mấy ngàn đô la một người một năm, ví dụ là cái số như đó, dân giàu cái mồm giàu, ông ăn ba bữa giàu, ông ăn hai bữa nghèo không phải, hai bữa ăn toàn đặc sản nên nó nghèo hơn được. Cho nên cái này thì ra cái số, và tôi đề nghị anh chị em khi mà tham mưu giám đốc thì tất cả những cái là đừng có ra những cái mà hô khẩu hiệu, đừng đưa ra những cái tính từ đẹp đẽ, đưa ra số sau đó mới này. Và mục tiêu phải có thể đạt được. Cái này mục tiêu đề ra cần có sự phấn đấu, nhưng nếu đạt mục tiêu cao quá thì sẽ không có khả năng đạt được. Mục tiêu đặt ra là phải có sự phấn đấu, có nghĩa là phải cao một chút, để như lúc đầu nói để khỏi tránh lãng phí về nguồn lực. Khi mình đưa ra mục tiêu thấp thì nó lãng phí nguồn lực, lãng phí cơ hội phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên khi đưa cao quá nặng, đọc xong thấy nặng quại rồi, làm được à, tự nhiên thay vì họ nỗ lực họ mất cái động lực. Nếu các anh chị để ý là đại hội đảng lần thứ tư năm 1976 đã đưa ra chỉ tiêu 21 triệu tấn lương thực. Sau này tôi cũng tìm hiểu là đại đang có 21 triệu tấn lương thực, khi đó là 21 triệu tấn nó cần là cái khủng nước ta vừa thoát khỏi chiến tranh, người khắc phục các hậu quả của chiến tranh như thế nào thì tự nhiên ra sẽ ra anh ta tào lao. Trước đây thì có đồng bằng Bắc Bộ có diện tích, chúng ta giải phóng được miền Nam thì có cái đồng bằng Nam Bộ diện tích cũng có 5 tấn hecta nhân lên đúng không, 21 triệu tấn lương thực. Họ đâu nghĩ rằng là sau chiến tranh thì đất đai là đâu phải chỗ nào cũng canh tác được, đúng không? Bom mìn để lại, rồi cơ sở vật chất, cày bừa trâu bò máy móc cỏ mô đâu có. Thế mà tính toán là không đạt được. Và tôi nhớ là
sau đó thì cũng có yếu tố chiến tranh năm 78, năm 79 chiến tranh, cho nên họ lật lại vấn đề là tại sao đưa ra mục tiêu 21 triệu tấn lương thực mỗi ngày, là lúc nữa là đổ cho chiến tranh, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, cho nên huy động nhân lực vật lực để đi bảo vệ tổ quốc, cho nên cái mục tiêu mà chúng ta 21 triệu tấn lương thực. Sau này khi chiến tranh phía Bắc phía Nam kết thúc tất cả mọi vấn đề rồi thì cũng đâu mười mấy năm sau chúng ta mới đạt được cái sản lượng này, có cái gì cho nên đề ra một cái mục tiêu, một viễn vông là không ổn. Đề ra mục tiêu là phải nhất quán, mục tiêu này không mâu thuẫn với mục tiêu khác, cái này là bí quyết. Tôi thấy ngành điện mình đầy mâu thuẫn, giao chỉ tiêu năm nay là thương phẩm là phải tăng 8% hay mấy phần trăm, giao chỉ tiêu tiết kiệm điện bao nhiêu đó, ai cũng nổi đó là mâu thuẫn phần trăm mà lấy được đúng không? Mình chơi chỉ số tiết kiệm điện là để nói bên ngoài cho đạt cái anh giao thương phẩm thì anh giao tiết kiệm, vận động người ta không xài điện nữa thì đương nhiên thương phẩm mới xuống, cho nên sao về thương phẩm cũng lên mà tiết kiệm cũng lên, tiết kiệm nó nhỏ lắm, ai cũng có một lần. Nhưng mà về phía mình là nói là cái loại kia đấy là không phải là tiết kiệm, với mình vận động nó nhiều khi nó mâu thuẫn nhưng mà phải làm. Cái cuối cùng mà chúng ta làm về cái mục tiêu đó là báo cáo với tình cảm thời gian. Anh đưa ra các mục tiêu mà cũng có thời gian hoàn thành là cái đưa ra để nói dẫu nổi. Thứ nhất không có động lực, thứ hai không bố trí nguồn lực được, vì không biết lúc nào làm bác kia bố trí nguồn lực. Thứ ba nữa là khi mà anh đưa ra không có thời hạn, anh kiểm soát được, anh đánh giá được, đúng không? Vậy anh đưa ra cái mục tiêu mà anh có lúc nào hoàn thành nhé, thế thì lúc nào ngồi đánh giá là nó cái mục tiêu nó đạt hay không, thì cái quan trọng là thời hạn. Thế thì trong cái chiến lược của các anh chị là nó không cùng một thời hạn, lưu ý. Nhiều khi bảo là chiến lược của mình đến 2020 thì như vậy, chiến lược 2, 3, 4, 5, 6 cái này là nó như thế, phải là có cái là nó sẽ 2018, có cái 2019, có cái 2020. Rồi lấy ví dụ chiến lược của mình phát triển, nhưng bây giờ là cái trạm không người trực CDC là năm này là kết thúc, đầu quý sau thôi, làm bên có thể chuẩn bị mà chưa chuẩn bị xong có thể giải tán đám rồi. Bây giờ thành dịch vụ rồi, có mấy cái đâu còn có thể. Thế thì trong cái mục tiêu dài hạn đến năm 2020 nhiều thứ đấy thì có đã được làm được. Ví dụ như tôi nói là chạm không được, bây giờ chúng ta cơ bản là cũng hoàn thành đấy. Trong theo tôi thấy chương trình đâu là đầu quý 1/2019 là tất cả là không được, không còn chuyển đổi hết. Thế thì những cái mục tiêu là phải có thời gian, là lưu ý trong chiến lược có nhiều mốc thời gian, nhưng không phải cái nào cũng để đến cuối thời gian cuối cùng chúng ta mới đánh giá. Lưu ý rằng chị ý rồi đây một số mục tiêu mà để tôi nói với anh chị là vừa rồi chúng ta làm mà chúng ta đứng chúng ta xem á, thì bây giờ là chúng ta là đơn vị đứng đầu miền Trung Tây Nguyên rồi, nhưng mà ta phải so sánh với các đơn vị bạn để biết mình đang đứng ở đâu như thế nào. Báo cáo các anh chị là năm 2018 là về thương phẩm là NPC là 63 tỷ, thiết 9.000 tỷ, 63.900 tỷ. Cái ông mà CPC mình được ngay thế giới là 17.080 tỷ bao nhiêu đấy? Anh thấy đây, chúng ta là thua cả cái ông Hà Nội 17.490
mình là 17.080. Thế thì theo thời gian chúng ta lại cách xa thêm một xíu, 2019 là cái sau Hà Nội là 19070, 18550, năm 20 chúng ta là 20140 và ở Hà Nội 20800, mình không bao giờ đủ kịp, đúng không? Về thương phẩm. Còn nếu mà so với cái ông FPC với NPC thì chúng ta là tệ rồi, có được 1/3 chứ, nên 17 là 20 chút được 1/3 thôi. Doanh thu thì từ cái thương phẩm nó ra doanh thu thôi, còn các anh chị là từ thương phẩm ra doanh thu thôi, nhân lên thì nó đấy. Nhưng cái lệch của mình nó ít hơn. Tại sao? Khi mình đọc con số này, các anh chị lưu ý phân tích là đối với Hà Nội là mình sẽ lệch nhiều hơn, tại vì Hà Nội có giá bán cao, còn mình giá bán không khoảng đâu. Nhưng mà so với cái ông NPC ấy, là giá bán nó cao hơn vì nó sản xuất nhiều. Thực ra cũng phải mình giỏi hơn, mình phải bán cao hơn, mình giỏi hơn, mình phải mọi khi sản xuất nó nhiều. Mà khi sản xuất nó nhiều á, giá thành là giá chung, giá bán lẻ bình quân nó thấp xuống. Cho nên nếu mà anh nhân lên mình được 30 là gần được phần 3, bên kia là phần nửa, phần tư, thì giá lên nó bù lại xí về giá. Và đến năm 2020 có cái chỉ là chúng ta cũng 35-670 vẫn là ebook so với năm tổng tiền. Đấy, tôi nói biết này, bây giờ năng suất lao động này đến 2020 toàn tập đoàn là 2,5 triệu kWh một người, thì chúng ta phấn đấu đạt 2,5 triệu. Có nghĩa là mình không bằng cái chung, trung bình chung của tập đoàn. Trong khi đó là NPC là 3,35, SPC là 4,03, Hà Nội là 3,13, Hồ Chí Minh là 4,5. Báo cáo anh chị cái số này là tôi lấy mới nhất trong cái hội nghị tập huấn về tài chính mà do anh Hộ lên báo cáo và cung cấp. Tôi lấy số này mới nhất hôm tháng mấy mà làm ở đây này, làm ở chỗ trường điện mình đây. Về cái mà chúng ta vẫn nói nhiều với nhau là cái chi phí phân phối, các anh chị chi phí phân phối, anh thấy theo cái mục số 5 ấy, thì hiện nay ấy, là tổng mắc là 330 đồng một kWh, tổng miền Nam là 203, sang mình Minh là 450 đồng, hơn họ 150. Có nghĩa là mình đi bán một chiếc điện là mình đã chi phí 450 đồng chi phí phân phối rồi đấy, các anh chị. Và cái này thì cũng phân tích lên các anh chị ông họp ngoài tập đoàn, ông cũng nhìn cái số đi rồi cũng la mình đấy, tại sao mà tổng mình Hồ Chí Minh là có 281, rồi Hà Nội là 351, mình là 450. Thì nó có cái đặc thù, nó ngoài cái chuyện mà thương phẩm giá bán này, báo cáo anh chị là tham gia vào trong cái chi phí phân phối này, chi phí khấu hao chiếm một số tiền rất là lớn. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có cái đảo Lý Sơn 650 tỷ, Cù Lao Chàm nó 400 tỷ, thế là 400 tỷ, 1000 tỷ, một năm đưa vào khấu hao 100 tỷ, mà bán ngoài kia bán chút chút đi, có mua nhiều ngoài đảo mua nhiều,
thì cái chi phí này nó bổ vào cho những ông khác là chi phí phân cao. Tôi ra tôi cũng nói chuyện với ông bây giờ chúng tôi anh dùng cho hai cái đường dây cấp ngầm nữa là trăm tỷ coi như cộng mà thôi chứ đâu có sản lượng đâu. Hôm rồi tôi ra lại Lý Sơn nó được mê rưỡi cái 2 mê rồi chứ mấy, khi mới đóng điện nó lên được 4 mê cũng phấn khởi, cái nóng phải. Khi bắt đầu có điện là dân cái tình hè nó bị sạc điện thì họ sợ mất điện, cho nên là lấy cái số nó là maximum 47 bây giờ không có. Còn tôi ra bây giờ cô mê tôi 2 mê chứ. Mà cụ lão chàng này cũng chàng vì thực ra có nhiều lý do. Thứ nhất là chủ trương mình không khuyến khích ra ngoài đó. Nhiều nhà đầu tư muốn ra làm khách sạn, làm du lịch thì muốn xuôi nhưng mà muốn to để đó thôi. Ở chỗ Lý Sơn thì có mỗi Mường Thanh làm cái nhà đâu 3-4 tầng cái góc, còn lại là nhà của dân rồi đó sẵn cho chúng ta làm thêm, không phát triển. Còn khu đô tràm là còn tệ nữa, còn to lắm nữa. Cái nhà của tổng công ty điện lực miền Trung mà đưa cho bên chỗ Quảng Nam là cái nhà trực điện của Tân Hiệp, mất 1 năm để thỏa thuận về kiến trúc của khu đô tràm, đúng là ra đẹp, xanh đẹp cũng chùa đó này. Mà bọn tôi làm thì nó thỏa thuận mất 1 năm vừa rồi mới xong. Tôi ra chỗ khu đô tràm, nhà rất đẹp ở trên một cái ngọn đồi vừa kiến trúc đẹp, có cái âu thuyền phía trước còn để họ cảnh giống như là bên Hy Lạp của mình đáng không. Nhưng mà ra những cái nữa là hai cái đảo ấy là tôi cái gì cứ để ý mất 100 tỷ tiền đưa vào chi phí, cứ đúng 10% mà hao hao trích thôi, 100 tỷ cứ kích kích cánh ấy. Thế thì giá nó bỏ ở đây, mà tôi đề nghị là phải bỏ ông nó ra ngoài thì được trích rồi nó chặt lên được gì bán được tiền đầu tư thì trích hao hao chứ không đi đâu đó. Thì đi vào đấy, đi vào chi phí thì ông đừng có nói tôi nữa, vẫn nói bên cạnh vẫn nói để nói cái gì biết đấy để thấy phương án. Và đến vừa rồi đòi làm cái cấp ngầm ra Cồn Cỏ nữa, tôi đấu tranh tổ chức để làm thêm Cồn Cỏ nữa là mạng nữa, có 36 hộ dân đó, báo cáo anh chị ngoài Cồn Cỏ mà là thanh niên xung phong, họ ở rồi họ về chứ không là vì Cồn Cỏ là không phải là có người sống đâu. Mình đưa bộ đội thanh niên xung phong ra để bảo vệ tổ quốc ở đấy thôi, không phát triển được. Thế bây giờ mà làm cũng 10 mấy cây số cấp ngầm mà Quảng Trị đấy đừng sống đất đá là cứng chơi thì nó là chết luôn, làm biết đấu tranh biết. Thôi bây giờ hôm gặp anh chính chủ tịch ấy, bảo tôi anh nhiệm vụ của các anh là chỉ cần điện thôi, đúng không? Anh cần cát cần đúng anh khoe là gì, một số khoe gì tài sản của điện lực mặc dây khoe, anh cần điện thì chúng ta đảm bảo cho anh công điện 24 này là từ không thiếu 1 kW nữa thôi gì nữa thì mình chỉ khó chạy đi gian thôi, rẻ có mấy lần mà đương nhiên đi gian là tệ rồi, chạy là tốn tiền rồi, nhưng so với làm cấp ngầm sụt xuống chạy. Đấy, bây giờ lắp 2 máy diesel vô tư chạy lo gì, ông Thành cười ra vẻ sao ông lo mà lắp thêm máy cho nhiều phòng mà làm 10 mấy km cấp ngầm chỉ biết xin vô cái chi phí này là họ là chỉ cúi mặt xuống nhưng lần đầu lên được mới cao. Đây đến là 2020 chúng ta là 469,8 là 470 đồng, coi như gần bằng cái giá mình bán điện 500 đồng thì cũng là. Trong khi đó là các tổng khác nó vẫn cứ 370, 374 lăn quanh những số
Thì nói thế này để em biết là có những cái mà do các chính sách mà để làm, anh biết không? Rồi các anh ví dụ như là được họp một giao ban trực tuyến này là mình họ vẫn nói cái này, thế thôi mình cũng họ nói cái này nói lại, họ lại thống nhất ở nói rồi cũng ổn, là sao mà nói? Cái mà những cái xây dựng chiến lược này thì tôi bỏ qua rồi. Mà nếu các anh chị có thời gian mà ham lên đọc cái tài liệu mà tôi tìm thì thực ra thì đối ngành điện mình những cái này thì nó cũng cần lắm đâu, vì tôi nói rồi chiến lược của mình là có người khác lập trước rồi mình chỉ thực hiện thôi, nhưng mà biết đâu sau này các anh chị sẽ không làm ngành điện, làm một đơn vị khác hay người khác, thì những cái này kiến thức này nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều để biết được. Còn nếu không thì ví dụ xem cái gì hiểu họ nói cái gì, nó đọc được cái gì thì tốt hơn. Tôi nói vẫn nói với anh em mà trong môi trường chúng ta thì chỉ có hai thứ chúng ta từng giữ được và từng làm được thôi, sức khỏe với là trí tuệ của mình. Không ai có từ A4 nào mà lấy đi của mình được hết. Thì chức vụ tất cả mọi thứ là hôm nay có ai không chứ nào. Còn cái chỗ sức khỏe của anh khỏe mà trí tuệ của anh ông nào cô lãnh đạo cô ghét ông mấy thì cũng lấy đi cái trí tuệ của anh, ông có trù dập ông mấy thì trí tuệ vẫn là đúng. Tôi nói là cái yên tâm của mình, tôi nói là từ A4 nó không rút được, còn những cái khác thì dễ rút. Này thích thì cho tờ lên chức này đến giờ mai cũng được nữa, đi chỗ khác đúng không? Nhưng mà hai thứ này cho nên những cái gì anh chị mà tập trung được lưu của mình cố gắng giữ đâu rồi, và cái này cũng ai giúp anh chị được đấy, hay là mình giữ một cái giờ của tôi đó đúng không? Tôi cũng muốn cho công khai về sức khỏe cũng được, tôi nói từ mình tập cũng được, không được đúng không? Đấy, trí tuệ ông được học đấy, cho bây giờ tôi kè kè bài ông cũng bố cái này là đi đứng. Bây giờ tôi muốn dừng là một xí mà về trong những cái này làm để chúng ta tới buổi chiều đấy. Bây giờ thì có cái mặt trận suốt đấy, nhưng mà nhưng tôi muốn là quay trở lại cái mục ban đầu, cái mục tiêu của anh chị xác định rồi. Đấy gì là mục tiêu mục đích? Đây thì là có hai anh lên bảng, Khang anh lên lên bảng. Các anh viết cho tôi năm cái mục tiêu của công ty mình, của đơn vị mình, viết chỉ tiêu này. Đôi phân tích là có cái bút viết mình xác định là mục tiêu mục đích thôi, chứ còn phải nói quan trọng. Thank you.
học được không? Còn bộ tâm sang tâm hy của nó năm triệu năm mươi bát giờ người, hiện nay đã được lượng hóa.
Nhưng mà cái này nếu mà thêm cái nữa là vào năm 2020 đúng không? Mình có thời gian nhé. Thì anh biết thế này là như vậy là đến 21, 22 thì cái số này là chết thì kỷ lục á. Bây giờ là 20 đúng không? Nhưng mà 21, 22 mà vẫn là tổng tất 5% là lương thôi là mình chưa đúng không? Nó phải có thời gian. À, qua đây cái clip này tôi vẫn muốn lưu ý lại cho các anh chị là khi mà chúng ta đưa ra các mục tiêu trong chiến lược, anh cứ nhớ cho năm cái smart, năm cái chữ đáp ứng đầy đủ năm cái thì nó là mục tiêu, còn mà thiếu một cái là nó là tranh vinh rồi. Tôi là ví dụ ra mục tiêu mà viết được số hóa rồi cũng đủ thứ chuyện nhưng mà cao quá. Ví dụ tôi nói là bây giờ cái số như mà anh viết 5% mà mình sẽ bước 3% là rõ ràng coi đời rồi đúng không? Không thực hiện được thì cái mục tiêu nó là không ổn. Anh thì nhớ, mình cứ nhớ 50 chữ mà hợp lại thành chữ smart thì như vậy là đó là mục tiêu. Còn em viết khác đi là nó là mục đích, nó là cái gì thì không phải là mục tiêu. Và lưu ý cho anh chị đã xây dựng chiến lược là phải định ra mục tiêu, không ô cuối, không dùng tính từ rồi cuối cùng kết luận là các đồng chí cố gắng nhé, phải có số làm định được. Rồi sáng nay mình tạm dừng đây, chiều này mình tiếp tục. Chiều lớp còn 1:30 hả anh nhỉ ạ? Cảm ơn cô.